chúng ta vào thời khóa như vậy là cùng nhau chia sẻ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm Canh Tý, chúng ta lại vân tập về đây để cùng nhau học Phật và niệm Phật. Chúng ta giờ này chúng ta cùng nhau học, chúng ta đang học cái quyển giảng giải nguyện thứ 18 do Pháp Sư Huệ Tịnh giảng. Tuần trước, bài trước, tức là bài thứ 6, con đã chia sẻ cho các vị đến cái câu thứ 2 trong 9 câu trong cái nguyện thứ 18, tức là 10 phương chúng sanh. Thì hôm nay chúng ta là và học đến bài thứ 7. Tiếp tục con sẽ như vậy đi lại cái câu tứ lừa này, bài hôm nay mới hết được, là câu 10 phương chúng sanh trong 9 câu mà, của như vậy là cái đây là một cái đại nguyện quan trọng nhất. Nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất. Nguyện đây là sinh mạng của chúng ta, cũng là sinh mạng của Phật A Di Đà, là bổn hoài của Đức Phật A Di Đà, bổn hoài của như vậy Đức Bổn Sư Thích Ca thiện cõi đời này, và bổn hoài của mười phương chư Phật. Nên đây là cái nguyện cơ bản nhất, căn bản nhất để cho Phật thành Phật A Di Đà và chúng sanh được vãng sanh tây phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Để trước khi vào như vậy chia sẻ cái nguyện này thì con xin các vị chắp tay lại để cùng con như vậy là niệm cái nguyện này. Ai cũng phải thuộc cái nguyện này. Các vị niệm cho con. Nếu tôi thành Phật, nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, mười phương chúng sanh, chí tâm tin ưa, chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu tôi, niệm danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, cho đến mười niệm, nếu không vãng sanh, nếu không vãng sanh, không trụ chánh giác, không trụ chánh giác, trừ kẻ ngũ nghịch, trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, vì bán chánh pháp. Nam mô Phật, các vị có tay xuống này. Thế cái tuần trước chúng ta học cái mười phương chúng sanh, thì bây giờ chúng ta như vậy là phải lắm kỹ cái mười phương chúng sanh ấy, không tránh những tượng này bỏ sót ta. Mười phương chúng sanh thì chỉ mười phương chúng sanh, không có ta đấy là hỏng rồi, đúng không? Thế cái mười phương chúng sanh này chúng ta lần trước chúng ta học rồi, bao gồm như vậy là nó rộng lớn như thế nào? Đấy, bây giờ chúng ta khái niệm lại, mười phương chúng sanh bao gồm rất rộng, bất cứ loài nào, ở hoàn cảnh nào, mang thân phận gì, tức là bất cứ thân phận gì, bất cứ loài nào không phải chỉ một loài người mà các loài, bất cứ loài nào, bất cứ như vậy là mang thân phận gì, từ chúng sanh ở nơi cõi tối tăm nhất là A Tỳ địa ngục cho đến ngạ quỷ đến súc sanh đấy. Tức là tính từ cái thấp nhất, chúng sanh thấp nhất, Ngài đều cứu độ hết, không bỏ sót một chúng sanh nào. Chúng sanh ngũ nghịch thập ác cũng cứu, chỉ trừ chúng sanh phỉ báng chánh pháp. Cái chỗ này chúng ta đặc biệt chú ý. Vì chúng sanh phỉ báng chánh pháp là hàng chúng sanh không tin Phật Pháp, không tin như vậy là Pháp Đại Thừa này. Chính vì không tin Pháp Đại Thừa này, không tin Phật Pháp, cho nên không tin nhân quả, không tin vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Thì đã không tin thì không có niệm, không có nhận, đúng không? Đã không tin rồi thì dứt khoát không thể làm vãng sanh được. Không tin thì làm sao người ta niệm Phật, mà người ta tin có Phật A Di Đà cứu độ. Đấy. Nếu những chúng sanh này mà nếu mà gặp được thiện tri thức mà chỉ dạy mà người ta được hồi đầu được, thì dù người ta có như vậy là phỉ báng chánh pháp, không tin rồi người ta sám hối quay đầu lại, người ta vẫn được Phật A Di Đà cứu độ. Đây mới chỉ rõ cái lòng từ bi vô tận, từ bi vô hạn. Tức là đây mới là đại từ trong đại từ, từ trong đại từ, bi trong đại bi của Phật A Di Đà. Dù như vậy không tin, dù có phỉ báng, có chửi Phật Phật như vậy, khi mà biết rồi, hồi tâm sám hối, Phật đều cứu hết, không có bỏ sót. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng không tin thì là cái tội lớn nhất. Muốn vãng sanh thì không thể phỉ báng chánh pháp, phỉ báng chánh pháp thì nhất định không được vãng sanh. Như Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói, trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói này, dù tạo tội lặng, ngũ nghịch, thập ác cũng vãng sanh, nhưng mà không có vấn đề là phỉ báng chánh pháp, đúng không ạ? Nếu phỉ báng chánh pháp thì dứt khoát không được vãng sanh. Bởi vì ở trong Kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ thì nói là ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, bởi vì anh ta hoàn toàn không cự tuyệt Phật A Di Đà, tức là không có phỉ báng, tức là vẫn còn tin. Cho nên là dù có ngũ nghịch như vậy là thập ác hay chăng nữa, nhưng mà còn tin Phật thì vẫn được vãng sanh.
Bởi vì anh ta không cự tuyệt mới như vậy là Phật A Di Đà. Nếu anh ta cự tuyệt với Phật A Di Đà thì là phỉ báng chánh pháp. Cho nên ở đây nói phỉ báng chánh pháp chủ yếu là nói về sự cứu độ của Phật A Di Đà. Bởi vì nếu không tin, không tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì mãi mãi không có cơ hội thoát khỏi luân hồi sáu lẻo. Cho nên tội phỉ báng không gì lớn hơn phỉ báng sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nói như thế nghĩa là không tội gì lớn hơn tội không tin. Cho nên cái tội không tin có Tây Phương Cực Lạc, không tin có Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh này mà phỉ báng cái pháp cứu độ này, pháp này chỉ có mỗi cái pháp này mới là triệt để là từ bi triệt để, như vậy là yêu thương cứu độ chúng sanh mà lại không tin, mà lại còn đi nói tuyên truyền là cái pháp này là không có nữa, là cái tội này tội A Tỳ địa ngục, không thể nào tránh khỏi được, đúng không ạ? Cho nên bây giờ mà ngày nay mà chúng ta đi mà ai mà còn chê bai cái pháp này mà nói cái pháp này mà không tin pháp này nữa thì mình thương người ta lắm, tức là người ta chắc chắn người ta đọa địa ngục A Tỳ. Đấy, chúng ta phải khẳng định như thế. Đối tượng mà Phật A Di Đà cứu độ là rất rộng lớn như thế, không có bờ mé, triệt để không bỏ sót bất kỳ người nào, cũng đều là chúng sanh được Phật A Di Đà cứu độ, bất kỳ nơi nào, lúc nào đều là nơi là lúc cứu độ của Phật A Di Đà. Ban cho chúng sanh mười phương niềm hy vọng và sự an ủi tuyệt đối. Chúng ta đặc biệt chú ý cái chỗ này nhé. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng là lúc là nơi cứu độ Phật A Di Đà. Chúng ta hiểu chỗ này thì chúng ta phải áp dụng vào cuộc sống này, chứ chúng ta đừng có như vậy là chấp trước vào cái thế gian này từ xưa nó không chấp. Cho nên chúng ta cứ bảo là phải đưa về nhà, có đúng không? Ở viện không được là tranh thủ là phải kể cả chuẩn bị chết, kể cả rút ra mang về nhà ngay. Cho nên cái này là chúng ta cũng là chưa hiểu được. Cho nên là Phật từ bi thì có chỗ nào là chỗ để Phật cứu đâu, bảo là mang về nhà ta mới cứu đâu, có đúng không? Cho nên là chúng ta phải tránh hiện tượng này. Ở bệnh viện cũng cứu được, ngay trên bàn cấp cứu đây là cứu được còn gì nữa, có đúng không? Thế gian không cứu được nhưng mà Phật cứu. Con lên con nhìn thấy cảnh như vậy, những người đang như vậy là trong cái ở cái phòng cấp cứu ấy, mà thấy như vậy là phàm phu lăng xăng chạy đi cấp cứu lăng xăng ấy, tiêm chọc rồi cũng chẳng tiêm chẳng chọc được, không lấy nổi ven ấy. Mình thấy mình thương quá, mình bảo là thôi cái đấy để Phật cứu, đúng không? Đấy, bất cứ lúc nào, bất cứ điều kiện nào, bất cứ hoàn cảnh nào, Phật đều cứu hết. Ánh sáng quang minh của Phật đều chiếu hết đến để cứu hết, chứ không phải là ô nhanh nhanh chóng chóng phải như vậy là hỏi bác sĩ ơi, bác sĩ liệu có cứu được không, nếu không cứu được để tôi xin tôi thỉnh về, để về nhà để cho Phật cứu. Phật đâu có phải đợi về nhà Phật mới cứu. Rồi, cho nên cái câu này chúng ta phải tuyệt đối nhớ như này nhá, để chúng ta áp dụng, để chúng ta đừng có về không về thì chúng ta để sân lên bảo thế này thì dục gia đình phải đưa về để cứu đi, không về được thì làm sao cứu được, rồi chết đây thì hết rồi, để sai rồi, đúng không? Đọa vào A Tỳ địa ngục rồi còn cứu được nghĩa là còn chưa chết, đúng không? Chúng ta phải nhớ chỗ này nhé. Cho nên chúng ta học chúng ta phải áp dụng. Cho nên con là thường xuyên là con học phải từng những cái chi tiết này rất là quan trọng và con áp dụng vào cuộc sống này. Cho nên mình đi thực hành mình thành công. Cho nên bất kỳ nơi nào lúc nào đều là nơi là lúc cứu độ của Phật A Di Đà, ban cho chúng sanh mười phương niềm hy vọng và sự an ủi tuyệt đối. Cho nên chúng ta không lo lắng gì cả, bất cứ lúc nào cũng là đều có Phật hết, miễn là chúng ta có tin vào có sự cứu độ của Phật như thế không. Còn tin thì đều được hết, đều ứng nghiệm hết. Chúng ta sang phần tiếp theo, tức là tướng trạng của chúng sanh trong kinh Phật nói như thế nào. Cái tướng trạng của chúng ta ở trong kinh Tịnh Độ Bồ Tát thì nói như sau: chúng sanh khởi tâm động niệm là hành vi như thế nào. Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói: một người trong một ngày có 8 ức 4.000 niệm, hành vi của mỗi niệm thảy đều là nghiệp tam đồ. Trong kinh này, kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói rằng một người trong một ngày có 8 ức 4.000 niệm. Ức là gì? Ức là chỉ cho vạn. 8 ức 4.000, nghìn rồi đến vạn mà, ức là chỉ cho vạn đấy. Nhưng mà đây là không phải con số như vậy là nói tính theo số học của thế gian gì đâu, là nói cái ức là rất là nhiều, vạn chỉ có số quá lớn. Mỗi cá nhân trong một ngày có 8 ức 4.000 niệm. 8 ức 4.000 này không phải là con số cụ thể, là cách biểu đạt vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Đây là trong kinh nói, còn ngày thì không nói là trong một cái khẩy móng tay này là có như vậy là bao nhiêu. Đó. Một cái ý niệm này là có một, trong một sát la có 4 cái khẩy móng tay này, một cái sát la đó thì như vậy là có 320 như vậy là triệu cái ý niệm. Thế thì nhân như vậy là 320 triệu ý niệm mà nhân với cái 4 cái khẩy móng tay này, tức là trong một gọi là trong một giây ấy,
Thế thì nó là bao nhiêu? 1.280.000.000 cái ý niệm. Các vị thử nghĩ xem cái đầu của mình mà trong một sát la, trong một sát la, mà sát la thì một giây là có 4 sát la. Một giây tức là 4 cái khẩy vòng tay, mà mỗi một cái khẩy vòng tay là 320.000.000 cái ý niệm. Thế mà nhân đến 4 lần thì bằng 1.280.000.000 cái ý niệm. Một trong một sát la như thế thì mình có tưởng tượng cái ý niệm của mình nó như nào, mình có nắm bắt được không? Cho nên cái ý niệm của mình nó vi tế lắm, nó nhiều. Ta chỉ niệm cái thấy là ta nhìn thấy ở ngoài đời, ta khởi được cái ý niệm đấy là cái ý niệm nó quá thô rồi mà ta nhận biết được. Còn những cái ý niệm vi tế ta không niệm biết được. Mà những cái ý niệm vi tế này mà trong Bồ Tát nói là sao đây? Mỗi niệm thảy đều là nghiệp tam đồ. Tam là ba, tam đồ là gì? Ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Các niệm này của mình đều là để cho cái nhân của mình để vào cái tam đồ, là sinh vào, tạo cái nhân đó để tạo vào địa ngục và quỷ súc sinh cho ba cái đường ác. Suốt ngày chúng ta chỉ niệm ba cái đường ác mà thôi. Niệm tam đồ là cái gì? Là chủ yếu là gì? Niệm tham, sân và si. Trong ba cái này ngoài ra không có niệm cái gì khác. Cho nên cái này đấy, tam đồ là cái ý niệm này là nó là gì? Nó là tập khí, là cái thói quen, là cái bản tính của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta sinh ra từ bé cái khi mà đã biết mà cái biết bú với cái là đã tham rồi. Có đúng không? Có dạy đâu, mẹ đâu đã dạy được con đâu để con tham đâu, nhưng mà nó đã có một cái khởi tham rồi. Cái gì của nó là của nó, mà lấy của nó đi là nó khóc. Có đúng không ạ? Cho nên là vốn dĩ chúng ta là sinh ra làm người ở cái cõi này là tham. Tham không được là sân. Sân và tham này do đâu? Do ngu si. Chính vì ngu si bỏ dẫn đến cái như vậy là cái ba cái độc này. Mà ba cái độc này thì tạo thành cái gì? Là cái nghiệp tam đồ để chúng ta đọa là ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Cho nên Phật mới thiện là cõi đời này, mấy các tổ thiện, các Bồ Tát thiện cõi đời này nói rồi. Nhất là tổ như vậy là đạo xước, là thầy của thiện đạo nói rồi. Các ngài thì hiện trong đây tạm tổ, các ngài chỉ rõ chúng ta là gì, con đường chúng ta tu tập. Cái thời kỳ này ức người tu hành, không có một người nào đừng có nghĩ đắc đạo. Ai đắc đạo đều là ma hết đấy. Không nói đắc đạo ở đâu, làm gì có chuyện đắc đạo được. Bởi vì toàn bộ như vậy là trùng trùng ý niệm này, toàn niệm tam đồ hết. Chẳng có một cái niệm nào để mà niệm được để giải thoát cả. Cho nên như chúng ta phải biết rằng nó khủng khiếp như thế đấy. Cho nên cái nhân chúng ta tạo rồi là toàn là nghiệp của tam đồ thôi. Những ý niệm này, hành vi mỗi niệm lại không khiến cho chúng ta sanh được làm người, hoặc sanh đến cõi trời, càng không khiến cho chúng ta thoát khỏi luân hồi sáu đảo được. Ngược lại đều là đang tạo nghiệp tam đồ. Đấy, tất cả những ý niệm của chúng ta là như vậy. Đang tạo nghiệp địa ngục, gạ quỷ, súc sanh. Ý tưởng này khởi lên thật đáng sợ. Mỗi tâm niệm của chúng ta đều kết quả là như thế cả. Chúng ta có biết không và có sợ không? Chính vì chúng ta không biết cho nên các tổ, các thầy, các Bồ Tát thì hiện là có đề này để dạy chúng ta. Cho nên tổ đạo sức nói rất hay. Tổ đạo thức là ngay ta đây à, đừng có nghĩ đến cái chuyện tu gì cả. Đại thừa thì không có dụng tâm, nói đạo thừa cao siêu quá rồi. Tiểu thừa thì cũng không có phần để tu, nói về làm người thôi. Đây, ý niệm đây, để làm người cũng không là có được. Còn làm trời nữa thì càng khó hơn. Còn để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi thì đừng có bàn nữa. Tu làm sao để mà cõi sau lấy được làm người cũng không nổi nữa rồi. Thế mà nhân tạo thì Phật và Ngài mới nói rồi. Vào địa ngục thì nhanh như tiên bắn. Đó. Làm thiện thì uể oải, làm ác thì như vậy là mưa rông gió giật. Đấy. Tướng trạng của chúng ta là như vậy đấy các vị ạ. Các vị thấy có sợ không? Đáng sợ nhỉ. Đấy là trong kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói. Còn tướng trạng chúng sanh trong kinh Địa Tạng nói thì sao? Trong kinh Địa Tạng thì các vị hay tụng kinh Địa Tạng thì biết rồi. Kinh Địa Tạng nói là chúng sanh ở Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ động niệm thầy đều là nghiệp, đều là tội. Chúng ta khởi lên một cái ý gì, một cái niệm gì đều là tội, đều nghiệp hết. Đấy. Khởi tâm động niệm, dơ chân cất bước đều là tội, đều là nghiệp. Thế chúng ta thấy hàng ngày chúng ta như vậy là đều tạo tội, tạo nghiệp hết. Dù thế thì bây giờ nhiều người thắc mắc, ô tôi đi đến chùa, tôi làm thiện, thế mà là tạo tội, tạo nghiệp à? Đi làm thiện,
thì có phải là tạo tội đồng nghiệp. Người ta bảo là như thế này thì nói thì khó hiểu quá đúng không? Tôi đi làm thiện cơ mà, hôm nay về theo nhà chùa đi làm thiện từ thiện cơ mà. Cái thiện này là thiện gì? Điên đảo. Cái thiện này để ta đi làm thiện, để ta gì? Ta tham, để ta cầu gì? Cầu công đức, cầu phước đức. Tức là gọi là cái thiện này gọi là thiện hữu lậu. Mà cái thiện này để đời sau này hưởng quả báo. Mà hưởng quả báo rồi thì sao? Thì đời sau nữa không có tu thì đời sau nữa hưởng hết quả rồi, đọa. Tức là đời này làm thiện thì đời sau như vậy là sao? Hưởng phước thì đời sau nữa không tu thì đời sau nữa đọa. Tức là cái nhân để tạo mà đọa mà thôi. Đấy, đập cho một cái. Đàn nào cũng thế. Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý nhé. Cho nên tướng trạng chúng ta các ngài chỉ cho ta, trong kinh các ngài chỉ cho ta thế, rồi các tổ dạy chúng ta như thế. Nói chúng sanh khởi tâm động niệm hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý đều là nghiệp, đều là tội cả. Cho nên chúng ta có sợ không? Cho nên chúng ta đừng có nói chúng ta đi làm được cái gì. Bây giờ con ngấm được cái này rồi, con thấy là đúng quá rồi. Chúng ta bây giờ đi làm gì chúng ta đều như vậy. Không cái danh thì cái lợi, không có lợi thì nghĩ về cái danh. Chúng ta phải được mọi người phải tán thán. Mọi người không tán thán ta mà còn chê bai ta cái thì ta lần này ta không thèm đến nữa, đúng không? Cho nên từ ngày đó mà thực sự con ngẫm đấy, học đọc những này quay về nghĩ đến mình cái mình cũng giật mình. Cho nên mình bảo bây giờ là phải thực tế, mình phải tu thật đi, còn đừng có tu giả nữa. Khởi chân cất bước, bước ra ngoài là tạo tội đồng nghiệp rồi. Thế bây giờ mình bây giờ thế nào để không tạo tội đồng nghiệp đây các vị ạ? Bây giờ nói như thế này thì bây giờ thì mình làm sao để tránh để không tạo tội đồng nghiệp đây, để là có lợi thì phải làm sao? Phải như vậy, phải phá được cái ý niệm của mình đi, tức là không còn ý niệm của mình nữa, không còn như vậy là khởi cái ý của mình nữa, chen cái ý của mình, tức là không còn chấp ngã nữa, không chấp tôi đi làm nữa, tức là tùy duyên hết. Cũng như trưa hôm qua cũng thế, con đùng 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 như vậy, sáng qua như vậy là ngồi niệm Phật đến đây, hôm qua đến lúc buổi trưa bắt đầu đi ngủ cái mở máy ra để mở cái tiếng nhạc niệm Phật để ngủ, hoặc nghe một cái bài pháp vào để ngủ buổi trưa, thì tự nhiên bao nhiêu tin nhắn đến. Có những tin nhắn đến hơi gay gắt, tức là người ta gọi 4-5 cuộc không, mình không thương máy, người ta bảo địa như vậy là gọi đến là có việc rất quan trọng đề nghị nghe máy. Như thế đấy. Thế thì con bắt đầu điện lại ngay, con biết là quan trọng, con điện lại ngay bảo rất cần như vậy là lên ngay để mà chia sẻ cho cái ca này đang như vậy là chuẩn bị lâm chung. Thế thì như vậy là bảo là thế thì phải chiều lên, bởi vì từ sáng này niệm Phật dưới đạo tràng có mang máy xuống đâu, cho nên không để ý, cho nên là đề nghị mọi người hoan hỷ, Phật tử hoan hỷ. Tức là chiều đó là con như vậy là thôi điện cho chúng phó cái xin báo cáo chiều đây nghỉ làm đi luôn. Như thế thì mình không có khởi một cái tâm gì cả, một cái tâm vì chúng sanh thôi, đấy là cái tâm là tâm của Phật rồi. Thế thì đấy là như vậy, không phải là mình đi nữa, là Phật đi rồi. Thế mình Phật đi là bởi vì mình phải, chúng ta phải học cái này, chúng ta nhớ lại những cái câu này, mà chúng ta phải biết rằng chúng ta, nếu mà chúng ta xem vào cái ý của chúng ta là giơ chân cất bước ra ngoài là tạo tội tạo nghiệp rồi, nhưng chúng ta không nghĩ xem vào ý của mình nữa thì đấy là Phật. Bởi vì chúng ta để học nữa, Phật coi chúng sanh là gì, là chính bản thân ngài. Cho nên mọi cái gì của ta ở trên này là chúng ta không giải quyết được thì đều nghĩ đến ngài hết, là đều để cho ngài làm, thì đấy là ngài sẽ làm cho. Cho nên là chúng ta phải học, chúng ta áp dụng vào. Tại sao Phật coi tất cả chúng sanh như chính bản thân ngài? Thì tất cả những cái khổ đau của mình, tất cả những cái lỗi trằn trọc của mình đều là trằn trọc lo nghĩ của Phật. Mà mình không làm được thì tốt nhất là mình không làm, mà mình đều lương vào Phật hết, thì sẽ được cảm ứng với Phật, sẽ Phật lo. Cho nên hôm qua con nên cái đầu tiên, con nên cái con có một bài chia sẻ ngay, con bảo các vị đừng có nghĩ về gọi người nọ người kia gì cả. Tại sao không gọi Phật? Có đúng không? Các vị gọi con làm gì? Con nên hôm nay con nói lại những cái bài này cho các vị học lại bài cho thuộc đi. Phật đã nói như thế rồi. Phật coi như vậy là mình chính như bản thân ngài để Phật lo cho. Cái gì mình không lo được thì gọi Phật, gọi mẹ để mẹ lo cho. Mẹ mới có năng lực chứ. Gọi phàm phu lên thì phàm phu làm gì có năng lực. Mà phàm phu lại chấp vào cái tôi cái ta nữa thì phàm phu mang năng lực phàm phu lên là mà chết à. Cho nên hôm nay con lên không có một cái giá trị gì hết, con chỉ nói lại cái bài học mà con đã học để các vị thuộc lại thôi, để vào chỗ mà lương thôi. Có đúng không các vị? Thế các vị phải quay lại cái đi. Mà đây là toàn Phật tử vào tham lực cả đấy.
Thế mà còn như thế còn chấp vào tự lực, còn tin chỗ nọ chỗ kia, còn phải thỉnh chỗ nọ chỗ kia, đấy là rơi vào tự lực cả rồi. Không tin Phật, rời Phật ra rồi, các vị thấy có đúng không ạ? Cho nên hôm qua còn nên cái là con vào cái ngồi uống nước con phủ ngay, con chia sẻ ngay cái bài lương của Phật đi, và Phật dạy như thế nào, và các tổ dạy như thế nào, trong kinh dạy như thế nào. Chứ chúng ta học chúng ta không áp dụng như là chúng ta thiệt thòi quá rồi. Có đúng không các vị? Cái này quan trọng lắm nhé các vị ạ, để áp dụng thực hành nhé. Cho nên là đạo tràng chúng ta học là phải áp dụng, phải hành, làm sao cho thật đúng thì sẽ được cái cảm ứng với Phật, sẽ mà đã có cảm ứng với Phật rồi thì mọi việc nó hanh thông lắm các vị ạ. Cho nên trong kinh đây, đây là đời toàn nói trong kinh thôi. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu như biển cả, có thể làm chướng ngại đạo thánh. Cho nên Phật nói với A Nan, nghiệp lực của chúng sanh sao bất khả tư nghỉ, không nghĩ không bàn được. Nghiệp của ông cũng bất khả tư nghỉ, mà năng lực của Phật cũng bất khả tư nghỉ. Cho nên là nếu mà như vậy chúng ta mà học, chúng ta hiểu được cái này, mà chúng ta như vậy là không không kết hợp với Phật thì không bao giờ thắng được cái nghiệp lực. Nghiệp chúng ta nó lớn như nào? Lớn như núi Tu Di. Mà cái núi Tu Di thì các vị nó biết nó lớn thế nào. Tức là ở thế giới này, một cái núi to nhất ở thế giới này, thì lấy cái núi Tu Di này để làm cái tiêu chuẩn để mà đo cái nghiệp của chúng ta. Nó lớn như núi Tu Di, mà độ sâu cái gì sâu? Sâu bằng biển cả. Cho nên lấy cái biển cả, không có sâu nào bằng cái sâu bằng biển cả. Thì lấy cái biển cả để đo với cái độ, cái nghiệp của chúng ta nó sâu như biển cả, lớn như Tu Di. Thì cái nghiệp của chúng ta nó có cái gì để tả được không? Cái nghiệp lực của chúng ta nó lớn như thế. Cho nên Phật bảo cái nghiệp này như vậy là bảy không nổi được. Nó lớn, nó bất khả tư nghỉ. Cho nên nếu mà chúng ta không kết hợp với Phật lực vào thì không thể nào thắng được cái nghiệp. Mà chúng ta lại kết hợp với nghiệp nữa thì thôi, thì Phật lực cũng bó tay. Có đúng không ạ? Cho nên Phật mới nói với A-Nan, nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghỉ. Nghiệp của ông bất khả tư nghỉ, Phật lực của Phật cũng bất khả tư nghỉ. Đều bất khả tư nghỉ hết. Mà cái bất khả tư nghỉ thì không nghĩ không bàn nổi. Thì chúng ta thấy có sợ không? Nghiệp chúng ta có sợ không? Đó. Mà hàng ngày chúng ta đang tạo đấy. Giờ chân cất bước khởi tâm động niệm đều tạo cái nghiệp này. Mà cái nghiệp này là gì? Dẫn chúng ta gì? Và gì? Tam đồ, xúc sanh, gạ quỷ, địa ngục. Chúng ta có sợ không? Cho nên chúng ta học, chúng ta phải ngấm, phải sâu. Và đồng thời phải làm sao mà lĩnh hội được những cái ý này. Để chúng ta áp dụng vào, để chúng ta thật sự phải buông xuống. Và phải bỏ cái ý của mình đi, ý niệm mình đi. Tội nghiệp làm cản trở ngại chúng ta siêu phàm nhập thánh, chướng ngại chúng ta thoát ly sanh tử. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta như vậy, nếu không có Phật A Di Đà phát 48 nguyện thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có luân hồi trong ba cõi sáu đường này thôi. Trong sáu đường mà lại không được ở các cái ba đường lành, mà ba đường chủ yếu, ba đường ác. À, cái điểm thứ ba tức là tướng trạng ở trong ba cõi. Ba cõi này đại sư Đàm Loan hình dung như sau. Đại sư Đàm Loan tức là Bồ Tát Loan đấy, nói ba cõi là tướng này là hư giả, là tướng ô nhiễm, là tướng điên đảo, là tướng luân chuyển, là tướng vô cùng. Chính là nói chúng sanh ở trong ba cõi này, nhân và quả của họ đều là hư giả hết, không chân thật, đều là ô nhiễm, không thanh tịnh, đều là điên đảo, không chánh trí chánh kiến, đều có hư hoại hết. Tức là phàm là hữu tướng, tất cả cái môi trường sống của ta đều có tướng hết, và bản thân này cũng là thân này cũng có tướng. Tướng có tướng gì? Có sắc. Có sắc có tướng hết. Và có thân này là thân vật chất, mọi cái môi trường sống của ta là đều là vật chất, đều có tướng hết. Mà phàm là có tướng thì trong kinh Hoa Nghiêm gì? Đều là hư vọng, đều là giả dối. Đều là sanh diệt hết. Nó đều là có gì? Có trụ, có hoại, có dị, có diệt hết. Tức là tất cả những cái môi trường sống của ta là có gì? Từ cái bàn, cái ghế, tất cả những cái mà môi trường chúng ta tạo ra thì gì? Có như vậy là có trụ, có thành. Có thành là do chúng ta tạo thành. Rồi có thời gian lâu rồi sẽ nó hành, rồi nó sẽ bị hư hoại. Và đồng thời nó sẽ dị và diệt. Còn cỏ, cây, hoa, lá như vậy là sông ngòi cũng thế, thành trụ hoại không. Còn thân thể chúng ta gì? Sanh lão bệnh tử. Bởi vì nó là ô nhiễm. Mà khi nó là ô nhiễm rồi và nó không có thật thì nó không có thường hằng. Cho nên là cho nên mới sinh ra cái luật gì? Vô thường. Tất cả nó là vô thường, nó không có thật hết. Nó có sanh và có diệt.
có trụ thì có hoại. Cho nên tất cả cái môi trường sống này và cuộc đời chúng ta rồi đến một lúc nào đó nó hoại, nó hủy diệt hết không còn, xong nó lại sinh ra mới. Cho nên đây nó là giả hết, nó không có thật. Mà đã là thật thì không bao giờ mất đi, đã thật thì là không có sanh không có diệt, nó trường hằng bất biến. Thì cái đấy là thật gì? Đây mới là thật tướng, đều là hư hoại, mỗi niệm đều đang luân chuyển vô thường. Tức là mỗi niệm chúng ta, bởi cái thân này là do gì? Cái ý niệm chúng ta tạo thành. Bởi vì sao ạ? Thế cái ý niệm của chúng ta là gì? Là hư giả. Cho nên các tổ mới nói là ở trong, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới trên đều là hư vọng hết. Bởi vì cái thân này là thân hư giả, hư dối là do gì? Do chính là cái ý niệm của ta nó tạo ra. Có đúng không ạ? Cái thân này có phải do ý niệm chúng ta tạo ra không? Các vị có hiểu cái chỗ này có nói không? Hơi khó chịu tượng đúng không? Bởi ý niệm của chúng ta là gì? Ý niệm của chúng ta là do là tham, là sân, là si. Vì cái tham, cái sân, si này cho nên chúng ta mới gì? Mới tạo nghiệp. Thì nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác. Thì như vậy là thì có nhân quả luân hồi, thì như vậy là thiện có thiện báo, ác có ác báo, thì có luân hồi gì thì chúng ta chiêu cả vào. Thì tạo ra cái thân này. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cộng nghiệp với đây là do là nghiệp dẫn, nghiệp là do chúng ta tạo, tạo là do ý chúng ta tạo ra, ý thức chúng ta tạo ra. Thế cho nên ý thức này là giả, là hư vọng. Thì sinh ra cái thân này thì cũng là giả, là hư vọng mà thôi. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta tu được ở thế gian này cũng là hư vọng cả. Bởi vì lấy cái hư vọng để mà tạo cái quả hư vọng. Nhân hư vọng thì quả cũng là hư vọng. Cho nên ai nói mà tu để lấy đắc ở trong cái đời này, lấy thân này để tu, chấp thân để tu, thì cái đắc đó là gì? Ma nó cho đắc. Có đúng không? Đắc mà còn biết mình đắc nữa thì đó là còn phân biệt mình đắc nữa, thì đấy là ma rồi. Còn đắc, đắc mà đã là Phật mà còn biết là ta là Phật thì đấy là ma chứ không phải là Phật. Đã là giác ngộ thì không có gì để so sánh, không còn phân biệt nữa rồi. Đấy, phá được gì? Biên chấp rồi, biên kiến rồi. Tức là đi vào trung đạo rồi. Người đi vào trung đạo thì không còn phân biệt nữa, thì không còn gì tu và không tu. Cái người mà còn chấp và tu thì đấy là lại không tu rồi. Mà người không chấp và tu và cũng không chấp và ta tu, cũng không biết là ta tu và cũng không phải là ta tu, thì đấy mới là đi vào trung đạo. Còn người đã chấp và ta tu tức là chấp vào cái ngã rồi. Mà chấp vào đắc nữa thì lại chấp vào ta nữa, đắc nữa thì là đúng là ma đắc rồi. Cho nên là cái hư giả này, mà lấy cái hư giả này để mà làm cái nhân, để mà tìm cái quả thật thì không bao giờ có được, có đúng không ạ? Cho nên tất cả đây nó là hư vọng. Cho nên là cái tướng trạng của ba cõi này là gì? Là đều là hư vọng hết. Ba cõi là cái gì các vị nhớ không? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là ba cõi. Cho nên là trong kinh Phật mới nói là ba cõi này kể cả lên cõi cao nhất là cõi trời, như vậy là gì? Là vô sắc giới đấy. Là trời cao nhất là mà tu thiền người ta gọi là chứng vào tứ không đấy, là kiểu định bắt đầu vào được cảnh giới này là cao nhất rồi. Mà cái ông quất đầu ông Phật, ông mới bảo ông là Phật rồi đấy. Cho nên là cái cõi này cao này nó phỉ báng Phật lớn nhất, gọi là ba ma vương. Nó nghĩ là bởi vì nó là tứ không vào tứ không rồi, thức vô biên, thể vô biên, là tất cả nó là trùm pháp giới rồi, thân cũng trùm pháp giới rồi, nó năng lực của nó rất là lớn rồi. Nhưng mà nó thua Phật một cái là cái lậu tận không thôi, còn tất cả nó đều có thần thức, đều có cái thần thông giống Phật hết, năng lực như thế. Người ta tu rất là cao rồi, người ta vào cảnh giới đó đấy, thì người ta cứ nghĩ là người ta bằng với Phật rồi, cho nên nó phỉ báng Phật, nó không theo Phật, cho nên nó chấp vào cái đó. Mà khi mà chấp vào cái đó rồi, sống đến 8 vạn đại kiếp rồi thì cũng hết thôi. Hết rồi thì sao? Hết lạc để vạc xương rồi, đùng cái ở cảnh cao như thế mà đọa đùng cái xuống địa ngục, các vị có sợ? Hoặc là đọa vào súc sinh đấy. Thế cho nên là, cho nên Phật mới nói là ba như nhà, như vào nhà lửa, như ở cái ba cõi này, như vậy giống như ở trong nhà lửa, mau mau phải thoát ra khỏi đi, chứ đừng có mơ để vào cái cõi này mà hưởng ở đó nữa, rồi mà chấp vào đây chết còn nguy hiểm hơn cả làm người. Mà bởi vì khi ta làm người rồi thì ta không phải là quá sướng, nhưng mà cõi trời cao là người ta quá sướng, cho nên khi người ta chuẩn bị đọa, người ta như vậy là mất cái cảnh sung sướng, người ta đau khổ lắm. Cũng như ở thế gian này, cái người của người ta quá giàu ấy, người ta bây giờ tự nhiên mà người ta chưa vào cảnh khổ đau, người ta không chịu nổi. Nhưng chúng ta chịu khổ nó quen rồi, chỉ chúng ta chịu khổ một tí nữa cũng không sao cả, có đúng không? Thế nhưng cảnh trời người ta khi mà bắt đầu người ta chuẩn bị mất cái tướng trời làm rồi, người ta suy hao rồi, người ta chuẩn bị báo
báo thì người ta đau khổ hơn là chúng ta lúc lâm chung rất nhiều. Vậy người ta chấp vào cái sướng quen rồi mà. Đấy. Ở thế gian cũng vậy. Cho nên là chúng ta mỗi niệm là đang ở mãi trong luân hồi, không phải địa ngục thì ngạ quỷ, không phải ngạ quỷ thì là súc sinh, mãi ở trong luân hồi không có chấm dứt. Nghĩ như thế thật vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng. Chính vì vậy mà Phật lo cho mình mà mình cứ chơi chơi ra, Phật càng thương, đúng không? Bởi vì càng thấy những đứa con như vậy là như kiểu như vậy, con gà nhìn cái đàn gà con ấy, nó tan tác, nó vơ vơ, nó không biết chỗ nào mà lương, nó chạy thứ tác mà trong khi đó rắn rết bắt đầu nó đang chộp chộp để nó chộp cái con gà con ấy. Phật nhìn chúng ta là đang như thế, trong cái cảnh giới như thế rất là hoang mang, rất là sợ hãi. Mà chúng ta thì như vậy là bây giờ chúng ta chưa vào cái cảnh này cho nên là chúng ta rất là khó độ, khó độ lắm. Cho nên tại sao những người mà người ta dễ độ được mà chúng ta ngồi đây rất khó độ, mà những người người ta vào cảnh giới, vào hoàn cảnh ấy thì độ rất nhanh. Bởi vì vào cảnh giới người ta cần cứu mà. Chúng ta chưa phải là cái người cảm thấy trọng bệnh cho nên chúng ta vẫn chưa cần thuốc. Có đúng không? Cho nên là chúng ta phải xác định là lúc nào chúng ta là phải bệnh nan y. Chúng ta phải xác định chúng ta là bệnh chuẩn bị chết rồi. Ngày bây giờ là nhanh nhanh chóng chóng vào, giờ không có Phật, không lưng vào Phật thì chốc nữa là chắc chắn địa ngục rồi. Lúc nào cũng phải nghĩ rằng cái chết bên cạnh chúng ta rồi, lúc nào cũng thường xuyên quán cái chết thì chúng ta mới biết sợ. Chưa nhìn thấy quan tài chưa rõ lệ, đúng không? Cho nên cái người mà người ta bệnh ung thư rồi bắt đầu người ta hoang mang thì nói bên ông nào cứu cũng được, bảo ông Long Băm người ta cũng tin, người ta cũng uống thuốc bởi vì sợ chết mà, cho nên thuốc nào cũng uống. Vơ cỏ kiếp bảo đây thuốc đây uống đi mẹ. Hấp tấp uống ngay, uống là khỏi là uống ngay, có đúng không? Thế nhưng bây giờ thì như vậy là khỏe mạnh thì bảo uống thuốc có chịu uống không? Không uống. Bảo có tin không tin. Thế cho nên vào phải vào hoàn cảnh. Cho nên những người vào hoàn cảnh đó, những người vào cái lúc như vậy là chuẩn bị lâm chung đấy, hoặc là vào cái cảnh như vậy là cái âm phần nó hiện ra rồi đấy, ma nó rượt, như vậy là quỷ nó đòi đấy, đòi mạng đấy, thì lúc đó mới kêu sao? Cứu. Cũng như là bây giờ mình cứ quán xem như vậy, bây giờ như vậy mình đang đi trên đường bất khuya đấy, một mình không có ai đấy, tự nhiên có bọn cướp nó đuổi mình hoặc có ma đuổi đấy, thì lúc đó mình chạy sao nhanh lắm đúng không? Lúc đó để kêu ôi rồi ôi cứu tôi, rồi lúc đó thì gọi Phật đúng không? Thì lúc đó là Phật cứu là ngoan ăn nhất, còn bây giờ thì cứ chờ thôi. Cho nên khó lắm đấy các vị ạ. Cho nên cái pháp này là cái pháp bây giờ chỉ có tin và nhận được thôi, mà làm sao mà tin được thì phải có cái hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta thì sao? Chúng ta không bỏ được cái hoàn cảnh này mới là chết cơ. Bởi vì chúng ta không bỏ cái hoàn cảnh, chúng ta đang chấp vào cái hoàn cảnh này, chấp vào cái thân xác này, chấp vào cái môi trường sống của mình, chấp vào cái gia đình, cái tổ ấm của mình, chấp vào cái tài sản của mình, mà mình không bỏ ra cái hoàn cảnh này, cho nên mình không chịu đi, không chịu bỏ. Cho nên là mình, cho nên là cái khi mà vào cận tử nghiệp ấy thì lúc đó sao? Không bao giờ còn nghĩ đến cái của cải nữa, bởi vì lúc đó là cái âm phần nó hiện ra rồi, lúc đó sự sống không còn gì, cảnh giới này nó mờ đi rồi thì con nghĩ cái gì được đâu, không nghĩ được nữa rồi. Lúc đó âm phần đến lúc đó chỉ có nghĩ cái hoảng hốt và cái sợ hãi thôi. Thì lúc đó chỉ có hoảng hốt sợ hãi thì lúc đó sao? Chỉ cần người cứu thôi. Cho nên không khác gì như vậy, chúng ta đang chết đuối đấy, ai đã tập bơi ở đấy sặc 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 đấy, thì lúc đó thì cần cái phao lắm, vớ cái gì cũng ôm, đúng không? Thì lúc đó thì cũng như bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta ai đã làm bệnh viện rồi, mà đã làm bệnh viện thì làm gì đến lúc đó phải mơ để đi ăn cái nọ ăn cái kia, lúc đó mơ làm sao để sao khỏi bệnh, để ra khỏi cái nhà bệnh viện, đúng không? Thì lúc đó là mau mau chóng chóng khỏi bệnh đấy. Cho nên chúng ta phải vào hoàn cảnh đó. Hoặc là bây giờ chúng ta vào cái hoàn cảnh như vậy là không có mất tự do rồi, vào nhà tù rồi. Thì cái điều mong mỏi nhất là gì? Là phải được tự do. Bây giờ chúng ta đang ở tự do đây, chúng ta có thấy chúng ta tự do đâu, chúng ta có trân trọng tự do đâu. Chúng ta không hề trân trọng tự do. Cho nên chúng ta đang thích vào nhà tù, cho nên chúng ta tạo cái như vậy là cảnh địa ngục để chúng ta chui vào. Bởi vì chúng ta chưa phải vào cảnh đó, cho nên chúng ta thử vào nhà tù xem chúng ta xem như vậy là sao, mong mong trong chóng được mở nhà tù để thoát ra. Cái điều mong mỏi nhất là được hưởng cái tự do. Cho nên chúng ta không vào hoàn cảnh, cho nên chúng ta mới chơi chơi như thế. Cho nên chúng ta phải quán được cái này, phải thấm thiết được cái này thì chúng ta mới cảm nhận được cái Phật, thì mới tin được. Cho nên cái pháp này quan trọng nhất là cái gì? Cái tin là gì? Tin ngay cái cuộc sống này nó là giả, ngay cái như vậy là mỗi cái hành vi tội tạo tác của chúng ta đều là nhân của tạo nghiệp tam đồ, đều là nhân của cái ngục tù hết, đúng không ạ?
Chúng ta đã đang tạo nhân để chúng ta đi vào nhà tù, mà nhà tù để nó hành hình mình chứ không phải nhà tù ngồi không để cho đoàn ngày có người mang cơm cho ăn đâu, đúng không? Chúng ta phải quán như thế. Cho nên là chúng ta phải biết sợ hãi, phải biết lo lắng. Cho nên trong kinh này nói ba cõi là căn nhà tăm tối của phàm phu, sanh tử lui lưu chuyển. Ba cõi này giống như căn nhà rất rộng lớn mà căn nhà này lại không có chút ánh sáng nào cả, tối tăm mù mịt, vô cùng tăm tối. Cũng chính là nói hạng phàm phu chúng ta mê muội không giác ngộ, đây là cực mê đây. Ba cõi đều là chỗ cho hàng tà đạo hữu lậu sinh vào. Đây cho nên những người người ta tu, người ta đạt cảnh giới này là sao? Là toàn là tà ấy. Người ta nói rồi là toàn là tà hết. Bởi vì người ta đi vào cảnh giới thì người ta nghĩ là hạnh phúc nhất rồi. Người ta dẫn dắt chúng ta vào đây là chúng ta chấp vào đây là chúng ta đây gọi là tà nhé. À, tà không phải là tốt đâu. Tức là ngoại cái đạo của Phật là không đi giải thoát. Đạo Phật là đạo đi đến giải thoát chân thật. Nhưng mà tà đạo là dẫn mình đi đến cõi trời là sống sướng lắm rồi. Cho nên sinh ra rất nhiều tôn giáo. Tất cả các tôn giáo là sao? Dẫn là lên trời hết. Có đúng không? Thì gọi là tà. Tà là không phải là nó khác với cái chánh đạo của mình, tức là con đường của mình dẫn, đây là chánh đạo. Còn các con đường của các tôn giáo khác là gọi là tà, à, chứ không phải là xấu, đúng không? Đều đến cái cảnh là hưởng an lạc hết, là cảnh trời. Cũng như Chúa là dẫn về trời, các tôn giáo khác là dẫn về trời, hưởng cảnh giới của trời, à, của tiên, đúng không ạ? Và thế cho nên là Phật mới nói là ba cõi đều là chỗ qua cho hàng tà đạo hữu lậu sinh vào, ngủ dài lâu không chịu dậy, không tỉnh cơn mộng, không biết cầu xuất ly, tức là không có giác ngộ được cho nên không cầu xuất ly được. Mãi ngủ vùi trong giấc mộng lớn, không hiểu được việc giải thoát sanh tử, cho nên luân chuyển trong ba cõi. Nếu không gặp được Phật Pháp, hoặc gặp được Phật Pháp nhưng không gặp được sự cứu độ của Phật Ái Đà. Cho nên nói về vấn đề làm thân người, đã được thân người là khó, mà gặp được Phật Pháp lại khó rồi. Nhưng mà gặp được Phật Pháp mà không gặp được Pháp môn cái độ của Phật Ái Đà này thì cũng không thể làm giải thoát được. Bởi vì nó không phải là cái Pháp mà chúng ta tu được, nó không hợp với căn cơ chúng ta. Thì đều là trong cái đời này là mình phải biết nó là đời mạt Pháp. Mà mạt Pháp này chỉ có lương vào cái Pháp cứu độ. Cho nên cái mạt Pháp này Phật mới nói là chúng sanh trong đời mạt Pháp này chỉ có gì? Lương vào tịnh độ. Mà tịnh độ thì phải lương vào gì? Cái tha lực của Phật A Di Đà cứu chúng ta thì chúng ta mới được cứu độ. Cho nên các ngài mới nói là gặp được Phật Pháp, hoặc gặp được Phật Pháp nhưng không gặp được cứu độ của Phật A Di Đà thì vẫn mãi mãi ở trong ba cõi tăm tối mà thôi. Ở trong sáu đường mộng mị không thể thoát ly được, muốn giải thoát được sáu lẻo thoát ly ba cõi thì phải dựa vào đâu? Phải dựa vào gì? Kinh chứng, lý chứng và sự chứng. Ba cái này chúng ta phải là mấu chốt của chúng ta. Thì muốn dựa vào tịnh độ thì chúng ta phải dựa vào kinh nào? Chúng ta học Phật cần phải có kinh chứng, lý chứng, sự chứng. Thì chúng ta là học pháp môn tịnh độ này thì có ba cái môn, ba cái kinh để nói rõ dẫn dắt chúng ta đi vào cái môn tịnh độ. Chính thống của chúng ta là trong ba kinh là chúng ta đều lắm được rồi, đúng không ạ? Là quan trọng nhất là quyển kinh quán là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh căn bản nhất của cái pháp môn này. Một kinh này mà chúng ta thâm nhập vào chúng ta đủ rồi. Còn cái kinh như vậy là quán kinh Vô Lượng Thọ là kinh triển khai, tức là Phật như vậy là dẫn dắt chúng ta để mà triển khai, để từ phương dùng phương tiện để dẫn dắt chúng ta tu tập, để cho chúng ta tu tập không được để dẫn dắt chúng ta vào cái tha lực. Đây là cái uyển chuyển, cái như vậy là cái phương tiện để ngài như vậy là dùng cái trình độ của ngài để dẫn dắt chúng sanh, để chúng ta chấp vào tu, thì Phật cho chúng ta chấp tu, chấp làm sao chúng ta không tu được, để chúng ta cảm thấy đánh thức chúng ta cảm thấy như thế thì Phật mới nói cái pháp môn cứu độ. Chứ còn nếu mà chúng ta tự nói cái pháp môn cứu độ ngay thì chúng ta còn chấp vào cái ngã, nhưng mà phải đánh chết cái ngã này, muốn đánh chết cái ngã thì phải cho chúng ta tu đi, các con bơi đi, bơi chán rồi không bơi được nữa thì bắt đầu mới cần cứu, thì bắt đầu mới đưa cái pháp cứu. Cũng như chúng ta đây này, cứ bảo tu đi, cho tu đi, tu đến lúc bây giờ chúng ta đều tuổi cao rồi, từ xưa nay không gặp cái pháp này, cứ tu đi. Bây giờ bắt đầu đến lúc có người chết rồi vẫn cứ bảo đi tu, tu cái gì? Thế bắt đầu mới cho cái pháp này này, lúc này bắt đầu mới cho này. Cho nên cái pháp trong cái kinh như vậy là quán Vô Lượng Thọ là cái phương tiện để đi cái thật tướng. Cho nên dùng cái phương tiện mở triển bày ra. Cho nên nhiều người cứ chấp vào cái kinh quán kinh Vô Lượng Thọ lấy Phật dạy như này là phải tu định thiện, đúng không ạ?
về tam phước cửu phẩm vân vân. Nhưng mà đấy là chỉ là cái tầng 1, tức là tầm phương tiện Phật dẫn dắt thôi. Cho nên chấp vào cái phương tiện này để mà dẫn dắt, để dạy chúng sanh là lại là sai rồi. Cho nên ý riêng hoàng nguyện, tức là hiển bày ý riêng quán, tức là vào cái pháp quán thứ 9 ấy, quán pháp thân Phật đấy. Khi quán thân Phật thì chỉ thấy Phật phóng quang nhiếp những người niệm Phật thôi. Đấy là tầng thứ 2 mới hiển bày ý riêng hoàng nguyện. Cho nên chúng ta học rồi, chúng ta biết rằng khi mà con rồng vẽ rồi nhưng không điểm mắt thì rồng nó trở thành gì? Rồng chết. Cho nên là Phật mới nói là quay về mà niệm Phật đi, tức là lúc đó là gì? Điểm mắt cho rồng đấy. Thì cái lúc đó là chúng ta là sao? Cả cuộc đời chúng ta là vùi trong cái vấn đề chấp vào ngã tu. Cho nên cái lúc cận tử nghiệp rồi thì bắt đầu mới được Phật khai thị. Cho nên chúng ta cũng là hoàn cảnh như thế đây. Cho nên xác định chúng ta lúc nào cũng là lúc vãng sanh, lúc nào cũng là lúc lâm chung hết. Cho nên lúc nào phải cần cấp cứu. Chúng ta phải nhớ rằng lúc nào chúng ta cần cấp cứu. Cho nên chúng ta đừng có rời mẹ, đừng rời Phật ra là chúng ta chết ngay. Lúc nào cần cấp cứu nhá. Cho nên phải bỏ cái tự lực đi. Cho nên là chúng ta phải nhớ rằng, cho nên tất cả cái ba cõi này là chỗ sao cho hàng tà đạo hữu lậu sinh vào ngủ dài lâu không chịu dậy. Cho nên chúng ta phải, chúng ta dậy rồi đấy thì đừng có ngủ vào theo người ta nữa, đừng có mộng mị nữa. Đó. Đánh thức như thế mà không chịu dậy vẫn còn mộng mị đúng không? Nghiệp vẫn lặng thế đúng không? Cho nên chúng ta phải kinh chứng, phải lương vào ba kinh nhá. Nhớ rồi, chúng ta lương vào ba kinh mà lương. Kinh chứng, có kinh điển chứng minh, Phật nói kinh đã là Phật nói, nên đáng tin. Bởi vì kinh là do Phật nói hết, cho nên là các tông phái làm cũng phải dựa vào kinh để lập tông phái. Chúng ta lương vào kinh tịnh độ, lương vào pháp môn tịnh độ thì phải dựa vào ba kinh tịnh độ. Là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là kinh tổng kết, không nói một chút nào về vấn đề tu tập. Chỉ nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để vẽ ra một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta thích và hâm mộ. Đấy, nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc nó tốt đẹp như thế đấy, nó hoành tráng trang nghiêm như thế đấy, nó thù thắng như thế đấy. Các con để ta bà để khổ như thế đấy. Cho nên là Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư mình mới ba lần, nếu biết như vậy thì mau mau phát nguyện, đúng không? Tin rồi thì hãy phát nguyện. Và tất cả cùng phát nguyện đấy, và mười phương chư Phật hiện tướng nói rộng dài, dị khẩu đồng tâm để khuyến khích chúng ta mau về Tây Phương Cực Lạc để lìa khỏi cái tam giới khổ đau ấy đi, đúng không? Mà cho nên kinh A Di Đà là kinh kết luận. Ba bộ kinh này quan trọng nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên con lúc nào cũng học cái này rồi con quay về kinh Vô Lượng Thọ, thấy rằng tất cả những lời trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dẫn dắt chúng ta là hay lắm nha. Cái thứ hai là phải lương vào lý chứng. Lý chứng là nội dung đạo lý được nói trong kinh mà các tổ pháp sư dẫn dắt chỉ dạy chúng ta, tức là những cái lời được nói trong kinh được chúng ta phải áp dụng vào trong cuộc sống để chúng ta tu. Cho nên chúng ta mà không áp dụng lời của Phật trong kinh ấy, thì mà chúng ta không áp dụng cuộc sống này thì chúng ta không có tu tập gì cả, mà không áp dụng vào để chúng ta hành thực hành. Cho nên là như vậy là chỉ có giải mà không có hành thì như vậy là vứt đi rồi, thì cũng lại đọa trước sau kiểu gì cũng đọa mà thôi. Cho nên cái pháp này chúng ta chỉ cần giáo nhưng mà phải hành là chính, mà chúng ta không hành mà hành mà phải là đúng pháp cơ, hành mà lại sai pháp thì lại là gì? Lại là đọa. Khởi tâm động niệm mà nó sai cái nó theo cái ý niệm của mình là đọa hết. Cho nên là hành phải đúng pháp, mà muốn đúng pháp được thì phải lương vào như vậy là lý chứng. Lý chứng tức là lời giảng dạy của các tổ dẫn dắt, của lời chỉ dạy của Phật ở trong kinh nói. Đấy, một điều nữa là quan trọng nhất là cái sự chứng, bởi chúng ta là hay chấp vào sự chứ không chấp vào lý. Bởi những cái đó là ồ Phật nói như thế nhưng chúng con có biết được đâu, liệu có được không? Liệu có đúng không? Cứ liệu nhá. Thì cho nên là phải lương vào cái này, sợ chứng. Sợ chứng là cái gì? Tuy có ý cứ những gì kinh điển nói, ý cứ đạo lý, những gì minh chứng, nhưng mà hỏi xem sự có thật không? Chúng ta lúc nào có đắn đo, Phật nói thế như vậy liệu có thật không? Phật nói như vậy là chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, nó đơn giản thế, liệu có được giải thoát thật hay không? Liệu có được như vậy lấy được cái công đức của Phật thật hay không? Làm gì có chuyện đó? Đấy, chúng ta là hay thắc mắc chỗ này, đúng không ạ? Thế cho nên là phải có sự chứng. Cho nên là các ngài mới nói là tuy có y cứ những gì kinh điển nói, có y cứ đạo lý, nhưng có chứng minh sự thật không? Nếu không có trở thành sự thật thì cũng như là nói suông, chẳng có ích gì cả. Bây giờ nói gì thì nói, dẫn dắt chúng ta mà chúng ta hành mà không có lợi ích
Chúng ta tất cả chúng ta tu cái pháp này, mọi người có thấy có được lợi ích không ạ? Có thấy tâm được an không ạ? Nếu mà tâm không an tí gì mà vẫn còn bồn chồn, vẫn còn lo lắng, không được lợi ích gì thì cái pháp này trở thành gì? Nó xuông với mình mà thôi, nó không tác dụng. Mà chúng ta học cái pháp này, tu theo pháp này thì chúng ta hành trong cuộc sống này thì cảm thấy sao? Nó được an tâm. Và nó đi hành cảm thấy nó được cái gì? Mình trải nghiệm được trong cái cuộc sống này, tự nhiên là mình cảm thấy có lợi ích. Thì tự nhiên thì mình từ đó thì sự mới như vậy, là khi mà sự nó đã biết rồi thì nó làm cho cái lý thì nó càng được sáng tỏ hơn. Mà từ cái lý sáng tỏ thì áp dụng vào sự nó sẽ được viên mãn. Tức là lý sự lúc này nó trở thành gì? Viên dung. Cho nên là người tu thì phải lấy sự để mà chứng minh cho lời nói là đúng. Lấy lời nói để áp dụng vào sự để mà giải bài, có đúng không? Cho nên là học bài là phải lý sự, phải viên dung, sự sự viên dung, lý sự viên dung. Những người làm mà được cả lý cả sự thì người đó mới là người tu thật sự. Còn tu mà cứ chấp vào lý, tức là lý thuyết suông, không có hành thì là vất đi, là con vẹt, là cái giải đó, là cái giải đó, là cái giải, nhưng mà không có hành thì là cũng đi đến không kết quả, mất thời gian. Lý thuyết suông, mà cái người mà chỉ có sợ và không có nhân lý thì chẳng biết là chứng minh được cái gì hết. Cho nên là không rõ ràng, cho nên là cũng không chấp vào cái điều này, không lý giải nổi, không lý giải nổi thì cũng không thể làm mà tin được nó là đúng và sai, có đúng không ạ? Cho nên giữa sự và lý nó phải viên dung. Lý là gì? Là trí tuệ. Sự là những cái sự việc thực tế mà mình chấp vào khổ và sướng, đúng không ạ? Đấy là khổ và đau, và nó được và mất, là cái chỗ này là sự. Còn cái lý là phải lý giải được tại sao nó được, tại sao nó mất, tại sao tâm nó an, tại sao tâm nó khổ đau, là sướng và khổ. Đây là cái chỗ này chúng ta phải giác minh được. Cho nên là sự lý sự là nó phải viên dung chỗ này. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta hiểu chữ Phật pháp là tất cả những pháp thế gian là sự, là có Phật vào thì pháp thế gian được làm sáng tỏ, thì đấy gọi là Phật pháp, là được giác ngộ. Đấy là những người đó là giác ngộ. Nếu không trở thành sự thật thì cũng như nói suông, chẳng có gì lợi ích cả. Liệu Phật cảm ứng lục hoặc tịnh độ thánh hiền lục có đầy đủ kinh chứng, lý chứng là sự thật, không hứa dối, đáng tin cậy. Đấy là sự chứng. Cho nên chúng ta đọc hoặc chúng ta đến đây chia sẻ có những cái điều mà chúng ta đã đi hành pháp, những cái điều gọi là như vậy là Phật pháp nhiệm màu đấy. Đấy là đều là sự chứng cho chúng ta. Có đúng không ạ? Chúng ta học đây và chúng ta áp dụng và chúng ta thấy u nhiệm màu quá, không lý giải được, đấy là sự nhé. Còn lý giải được thì đấy là lý, đúng không? Cho nên học mà không lý giải được thì cũng là không giải được sự, thì cho nên là chúng ta dễ bị như vậy là nghi ngờ đó. Rồi phán đoán lung tung, rồi có khi người ta lại bảo là cái này là mình đắc, cái kia mình đắc, rồi cuối cùng là khởi lên cái niệm là ngã mạng là chết đấy. Cho nên không, khi mà đã hiểu lý rồi thì đừng có cái gì là ta cả, mà chấp là ta lại là chết rồi. Cái này là sợ nhất để phá cái ngã. Bây giờ nói như thế thì như vậy là Phật mới nói là Phật từ bi như thế nào. Thì bây giờ mình mới nói là những cái điểm mà của bi tâm của Phật ai là những bài mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta nói thấy rõ ràng chúng sanh mười phương như chúng ta là gì? Là người có ba độc. Chúng ta xác định là chúng ta chỉ khởi tâm nên là đều là có ba độc hết. Ba độc là gì? Tham, sân và si. Ngoài ba cái này ra không có gì khác. Nghĩ cái gì cũng là cho ta hết, là tham hết, đúng không? Tham không được là sân. Là tất cả là do ngu si. Chính vì ngu si đó mới cứ đòi đi tham, cứ đòi đi chiếm. Mà đã có ba độc thì là gì đây? Là chắc chắn sẽ đọa. Bây giờ chưa đọa thôi nhưng chắc chắn sẽ đọa. Đang vào ba đường ác. Bây giờ chúng ta biết là chúng ta đang đọa vào ba đường ác rồi thì chúng ta phải biết dựa vào đâu? Phải biết dựa vào cái bi tâm của Phật A Di Đà. Thì bi tâm Phật A Di Đà thì có những gì, điều gì chúng ta phải biết? Có 5 điểm như sau. Cái thứ nhất là bi tâm của Phật A Di Đà là bất kể chúng sanh nào. Tức là cái điều này là bất kể chúng sanh nào, tức là Phật đều cứu hết, tức là gì? Có ta rồi. Mặc dù ta có ba cái độc này mà ta tạo cái nhân ba đường ác này thì chúng ta đã được gì? An tâm rồi. Hay bởi vì Phật phát nguyện gì? Bất kể chúng sanh nào thì là có ta rồi. Có đúng không ạ? Thì đây là một cái điều bi tâm của Phật đầu tiên mà chúng ta nhận thấy.
Cái điều thứ hai là gì? Lấy phàm phu làm gốc. Thì chúng ta có nhận chúng ta là phàm phu không? Phàm phu tận cùng của phàm phu tổ nói rồi. Thì chúng ta là gì? Là đối tượng được Phật cứu nhất. Cho nên chúng ta phải sung sướng mừng nhất là mình là phàm phu tận cùng phàm phu, tội ác và tận cùng tội ác, nhưng là được nằm trong diện được cấp cứu, được Phật cứu. Đây là được mừng rồi, đúng không? Đây là cái bi tâm của Phật A Di Đà. Cái thứ ba là biết là Phật nói là ưu tiên căn cơ khổ nhất. Thì mình xung phong, mình là người khổ nhất. Để như vậy Phật như vậy là sao? Bố thí. Phật là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là Phật là đại thí chủ để cứu khổ tất cả những kẻ cùng khổ. Cùng khổ là ở đâu là cùng khổ? Những kẻ nào là kẻ cùng khổ ạ? Ngạ quỷ là cùng khổ đấy. Ngạ quỷ 300 năm không có một giọt nước. Đừng có nghĩ nó ăn. Nước cũng không có, không có từ nghĩ đến nước, không có từ nghĩ đến ăn. Nó đói, nó khổ, nó cùng cực. Khổ cùng cực, cho nên là các người nói là làm thân người được là vui. Khổ đến đâu thì khổ, nhưng mà không so với ngạ quỷ thì sao? Còn sướng bằng vạn lần. Bởi vì khổ cùng cực là ngạ quỷ. Thế cho nên là cái ưu tiên thứ ba là như vậy, ưu tiên căn cơ khổ cùng cực nhất thì cũng được cứu. Thì mình là người so với ngạ quỷ thì đã khổ đến đâu, khổ đến đâu mà còn ngài còn cứu được, nghĩa là mình. Cho nên lúc nào những người khổ chỉ cần hướng với Phật cái thì sẽ được Phật cứu. Cái thứ ba là sao? À, cái thứ tư là tất cả mình khổ như thế, mình là căn cơ thấp kém như thế mà sao đều khiến được thành Phật hết. Đây là cái bi tâm của Phật A Di Đà, là cái bi thứ tư. Cái bi thứ năm là nhắc nhở mỗi chúng ta phải tự soi về mình, tự biết bản thân mình, phải quay về để nhìn mình đi. Đây là Phật mới nhắc nhở chúng ta, tức là dẫn dắt chúng ta rồi, cứu chúng ta rồi, nhưng mà phải cho một cái roi cuối cùng đánh cho một cái để cho tỉnh ngủ đi, quay về nhìn đi, có đúng không ạ? Cũng như là cha ấy, nhăn nhở mãi rồi nói không nghe, dùng cái roi quất vào đít ấy. Tức là tự biết bản thân mình đi, để nhắc nhở bản thân mình đấy, quay về đấy. Ta nói với con từ xưa nay, con vốn là người như thế đấy, cho con tỉnh lại, ngủ tỉnh ngủ đi, để biết mình là ai, biết mình là ai đấy. Đây chúng ta vào cái điểm thứ nhất, tức là bất kể chúng sanh nào, tức là chúng ta sẽ hiểu rằng là bất kể chúng sanh nào là gì. Vừa mở đầu nói chúng sanh mười phương, chúng sanh mười phương là chỉ cho chúng sanh như thế nào. Chúng sanh mười phương nó bao gồm rộng hết lắm rồi, bao gồm cả mười pháp giới rồi, đúng không ạ? Mười pháp giới, nhưng trừ cái pháp giới của Phật ra thì còn chín pháp giới. Chín pháp giới là bao gồm cả như vậy là hàng thánh có trong đó. Thế nhưng mà hàng thánh thì là người ta không tạo địa ngục, tạo nhân như vậy tam đồ nữa rồi, thì người ta không chịu rồi, thì người ta gọi là người đi trên bờ rồi, thì không cần cứu nữa, chỉ cứu mục đích, đối tượng chính. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái thứ nhất là bi của Phật, từ bi của Phật là gì? Là bất kể chúng sanh nào, nhưng chúng sanh quan trọng bao hết, nhưng mà chủ yếu là đối tượng như nào, là phàm phu, lấy phàm phu làm gốc. Còn thánh thì như vậy là không quan trọng nữa rồi, bởi thánh là người ta đã đi trên bờ rồi, là người có phải như vậy là ngã nước đâu mà phải cứu. Nhưng mà chúng ta là người đang bị như vậy là đuối nước thế này, là hàng phu, lấy phàm phu làm gốc, mà là ưu tiên cái phàm phu chuẩn bị như vậy nó ngang ngác ấy, còn cái dạng bơi bơi còn biết bơi, còn vỗ ngược là còn biết bơi đấy, để cho bơi đi nhá, còn để cho bơi, còn chưa cứu đâu. Trong cái hạng cứu thì Phật cũng phải nói là cứu ai mới cứu, người ta mới nhận chứ. Cho nên là Phật mới nói là phải lấy cái ưu tiên nhất là cái người như vậy nó chấp nhận phải cần cứu thì mới cứu. Còn cái chấp nhận mà cái cũng là nó nhận nó là phàm phu, nhưng nó còn cậy, nó còn đang biết bơi kia, thì nó không, mình cứ đến nó có đuổi mình ra các thì nó cũng chưa ưu tiên nó được. Phải ưu tiên cái dạng mà nó đang cần cứu kìa, giơ tay ôi cứu con này thì cứu này, thì đến đây thì ăn ngay thì mới cứu được. Còn bây giờ chơ này thì chưa cứu được đâu, cho nên cứu người lâm chung ấy. Thì mới Phật mới bảo đấy, cái chỗ đó là gọi là căn cơ lúc ấy khổ nhất, tận cùng nhất, nó đang cần cứu nhất thì lúc nó cứu đấy. Cũng như ở thế gian này bây giờ đói cùng cực rồi thì gì, cần có ăn đúng không, cần có ăn thì mới cần như vậy cái người mang thức ăn đến. Chứ bây giờ mình no đầy rồi, như nhà cụ Khang cụ giàu có, thế bây giờ bảo đến cứu khổ thì ai lấy, có đúng không?
thiếu cái nhà nào như vậy được, cái nhà này như vậy đang mưa đang giọt đang kia mà đến đây ngồi cái mà chốc không có gạo nấu thì phải mang gạo cho người ta thì người ta quan trọng lắm đúng không? Còn nhà bây giờ mà gạo phải ăn gạo ngon, ví dụ như thế thì cần gì phải đưa cái gạo đến như vậy, là người ta phải chọn lọc đấy. Thì cái thành phần người ta khi cho phải cho lúc đói chứ đừng cho lúc lo. Cho nên Phật mới cứu là cứu cái thành phần nó đang đói kìa, nó đang gọi là chuẩn bị nó chết kìa thì phải cứu ấy. Còn cứu cái thành phần mà nó bảo ô Phật ơi Phật đến thì con đang bơi quá, con đang, tức là cái dạng mà nó đang cậy ngã và nó đang tu ấy thì đừng có đến nữa, đến cuối cùng là sinh ra chiến tranh đấy. Đây cho nên chúng ta phải đến cái chỗ nào cứu là phải cứu đúng lúc đúng nơi, cho nên phải cái lắm cái điểm này chúng ta phải lắm được để chúng ta áp dụng theo Phật nhá, nhớ rằng là như thế. Cho nên chúng ta mới biết rằng cái điểm này chúng ta phải lắm được. Cho nên vừa mở đầu cho nên là Phật mới nói là 10 phương chúng sanh, nhưng mà phải hiểu rằng 10 phương chúng sanh là chúng sanh nào cần cứu. Cho nên chúng ta và biết là chúng ta phải tự chúng ta đặt chúng ta vào cái chúng sanh nào. Chúng ta đặt chúng sanh chúng ta là vào gì? Là phải đặt chúng ta vào phàm phu. Mà đã phàm phu rồi, tổ nói là đã phàm phu nhưng phải là tận cung của phàm phu cơ, chứ đừng có phàm phu thượng phẩm. Lại là con phàm phu như con là thượng phẩm đúng không? Con tu để con đạt đến như vậy là thượng phẩm thượng sanh, thế thì chết rồi. Phàm phu nhưng phải là tận cung của phàm phu để cần Phật cứu. Là phàm phu nhưng mà trong cái cảnh giới khổ đau nhất, trong cái cảnh giới mà con đã tạo tội quá rồi, mà con bây giờ con chỉ lương mỗi Phật thôi thì mới là cứu được. Cho nên chúng ta phải biết rằng như vậy là bất kể chúng sanh nào là phải nói là chúng sanh thì chúng sanh là chúng sanh nằm trong 25 cái hình thái sinh mạng có sanh tử luân hồi, mà chính là trong 6 đường. Trong 6 đường này bao gồm cái gì? Bao gồm cả thánh giả, hàng thánh nhưng mà gọi là thánh giả, thánh chưa chứng được A-la-hán, phải chứng được A-la-hán rồi thì mới là thoát khỏi được sanh tử luân hồi. Còn ở trong sơ quả là gì? Tu Đà Hoàn, nhị quả là Tư Đà Hoàn, đến tam quả là A-la-hàm thì vẫn còn phải luân hồi. Trong luân hồi tức là vẫn còn sinh ra làm người trời và sinh ra làm là người để đoạt được gì? 81 phẩm tư hoặc, tức là tư tưởng sai lầm, tức là đoạt được hoàn toàn cái gì? Cái tham sân si này thì mới thoát được, thì mới chứng được A-la-hán, tức là tứ quả rồi thì mới thoát được cái lục đạo này. Các vị nhớ chưa? Cho nên trong 25 cái hữu này, hữu là chỉ cho chúng sanh còn nằm trong ở cái trạng thái còn sanh tử luân hồi. Các vị phải nhớ nhé. Thế thì cái ở cái 25 cái hình thái thì mình bảo là tại sao có 6 lẻo luân hồi, có 6 con đường ấy, mà tại sao sinh ra 25 con đường, 25 cái hạng chúng sanh là như thế nào, thì mình phải lắm cái chỗ này đó để cho nó đỡ sau này đỡ phải giải thích nhiều. Hai cái năm hữu này là chúng sanh nằm trong cái này thì gồm có gì? Nếu mà nói về thánh giả thì gồm có 3 cái hàng, tức là nếu mà nói về bên thiền ấy gọi là nhập lưu, nếu bất vãng lai và vãng lai ấy, thì còn bên mình thì gọi là gì? Tu Đà Hoàn là cái quả đầu tiên, tức là quả phá được 88 phẩm kiến hoặc. Kiến hoặc 88 phẩm kiến hoặc, mình phải kiến là gì? Cái thấy biết sai lầm, thấy cái thân này là ta, rồi thấy cái biên kiến chấp bên chấp có chấp không, rồi chấp thiện chấp ác, chấp có tu và không có tu, rồi chấp như vậy là đắc và không đắc, đấy tất cả những cái thấy rồi chấp như thế, rồi đúng đúng sai sai, rồi phân biệt, rồi thế loại kia, đấy tất cả là cái gọi là thấy sai lầm. Thì phải phá được tất cả cái đó thì bắt đầu mới chứng được cái quả đầu tiên là gọi là Tu Đà Hoàn. Mà chứng quả Tu Đà Hoàn thì bắt đầu mới gọi là sơ tín ấy, gọi là vào cái thập tín ấy. Đấy, tiếp tục đến nhị quả rồi đến là Tư Đà Hoàn rồi thì bắt đầu phải sanh 7 lần lên thiên và 7 lần xuống làm người nữa thì bắt đầu mới đoạt dần cái như vậy là 81 phẩm. Như vậy là tư hoặc, tức là tư tưởng sai lầm, tức là thơ tham sân si, thì bắt đầu mới tăng dần lên là được là nhị quả là Tư Đà Hoàn. Tư Đà Hoàn tức là chứng đạo quả như vậy là sao? Thất tín. Thất tín ở trong như vậy thập tín đấy. Rồi đến tam quả là A La Hàm rồi mới đứng chứng được gì? À, mới chứng được như vậy 81 phẩm tư hoặc. Thì bắt đầu mới chứng được quả A La Hán, chứng quả A La Hán được thì mới vào và chứng được là thập tín là 10 cái đầu tiên là bắt đầu mới gọi là giải thoát, tức là chứng quả A La Hán thì bắt đầu mới tu thì mới vào gọi là tam hiền thập thánh, thì bắt đầu vào thập trụ. Thập trụ là bắt đầu bước vào hàng tam hiền.
Mà những cái hàng này thì bắt đầu là người ta thay Phật Bồ Tát, người ta đã đi hành pháp rồi. Đấy, rồi vào thập trụ rồi, người ta trụ vào pháp của Phật để người ta đi như vậy là hành đạo. Rồi sang như vậy là thập hạnh rồi, thập hạnh rồi hành Bồ Tát đạo. Lúc đó là bắt đầu là người ta theo Phật, người ta như vậy phát cái tâm tự lợi lợi tha, tức là người ta tu như vậy là độ lộ vạn hạnh đấy. Đấy, tức là người ta gọi là vào cái thập hạnh. Khi thập hạnh rồi vào, bắt đầu người ta lợi tự lợi lợi tha, và người ta mới thập hồi hướng, là hồi hướng tất cả cho chúng sanh, tu được là để cứu chúng sanh, gọi là thập hồi hướng. Khi tất cả những cái này gọi là tam hiện rồi, bắt đầu mới bước lên là hàng thánh, thánh gọi là đẳng giác đấy, thì gọi là thập thánh, tức là bước vào bắt đầu từ cái quả tức là sơ địa Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát, là chứng được là cái hàng Bồ Tát là đẳng giác rồi. Qua cái giai đoạn đẳng giác Bồ Tát nữa là phang ra diệu giác đấy. Mà nhưng mà chúng ta tu cái này mà chúng ta như vậy lương vào cái quả của Phật này, là chúng ta lấy được cái quả của Phật thì vượt qua tất cả 52 cái giai vị này. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng sanh là phải biết chúng ta làm ở giai đoạn chúng sanh này, còn đối với chúng ta làm ở giai đoạn nào ạ? Thiên không phải là thiên, đúng không? Mà thiên thì nó lại có gì 28 tầng trời. Cho nên tại sao nó mới sinh ra 25 cái loại hữu này? Thiên như vậy nó có gì? Dục giới nó có 6 tầng trời. Một là gì? Tứ thiền thiên. Tứ thiên. Hai là đao lợi thiên. Ba là dạ ma thiên. Trời thứ tư là gì? Tha hóa. Rồi trời thứ năm là thoá tự tại. Thời trời thứ sáu là gì? Cõi trời đâu xuất. Sáu cái cõi trời này, cõi trời đâu xuất mới là cõi trời cao nhất của cái dục giới. Xong bắt đầu sang tầng trời thứ hai, tức là sắc giới. Sắc giới có 18 tầng trời. Thì cái những người tu thiền thì người ta sơ quả, thì người ta vào thì chứng được như vậy là ba cái quả đầu tiên là của như vậy là trời sắc giới, tức là ba cái bậc của trời sắc giới, người ta chia là 18 tầng trời. Ba cái tầng trời thứ hai tức là chứng được như vậy là nhị thiền. Tam thiền là chứng được 9 quả, đến tu được tam thiền rồi là chứng được 9 quả của cái trời sắc giới. Còn chứng là tứ thiền là 9 cái quả tiếp theo là của trời sắc giới, tức là 18 tầng trời là người ta chứng được. Còn tu cao nữa là vào như vậy là vào tứ không ấy, tức là vào kiểu đích, thì bắt đầu mới bước vào cái tứ không là trời vô sắc giới. Các vị nhớ rằng bốn trời vào phi vi tưởng là cao nhất đấy, thì cho nên mới sinh ra, nhưng mà vẫn nằm ở trong 25 cái hữu này, tức là vẫn là gọi là phàm phu, nhưng gọi là phàm phu như vậy là hưởng cảnh giới như vậy là ở cõi trời. Thế còn chúng ta là cõi nhân gian này, nhân gian để làm người, nhưng mà người thì cũng có nhiều hạng người. Người thì có người có tu khác và người không có tu khác, người xuất gia khác và người không xuất gia khác. Cho nên là ngay cái xuất gia thế thì phải phân ra cái loại gì? Người là có tâm xuất gia và có tướng xuất gia thì phân ra là một hữu. Còn người mà có như vậy tâm xuất gia nhưng mà là tướng xuất gia nhưng không có tâm xuất gia lại phân ra là một hữu nữa. Còn người mà không có tâm xuất gia, không có tướng xuất gia như chúng ta là những người không có tu hành, những người không tu hành thì đấy là lại một hữu nữa. Cho nên mới sinh ra 25 hữu, đúng không? Ở trong này các vị phải nhớ rằng sáu lẻo mà sao lắm hữu thế. Các vị phải nhớ rằng như thế. Ngay người cũng thế, nó có nhiều loại nhá. Thế súc sinh cũng thế. Súc sinh thì có cái loài thì nó ở trên không, có loài nó ở mặt đất, có loài nó ở trong lòng đất, có đúng không? Thì đấy cũng là súc sinh, nó rất nhiều loài. Trong ngạ quỷ cũng thế, 18 tầng ngạ quỷ cơ mà. Ngoại quỷ vô gián, còn ngoại quỷ A Tỳ, còn ngoại quỷ Hàn Băng, ngoại quỷ như vậy thiêu đốt vân vân, 18 tầng địa ngục. Cho nên tất cả nó mới kết thành như vậy là 25 hữu. 25 hữu là chỉ cho chúng sanh nằm trong 25 hình thái sinh mạng và sanh tử luân hồi, kể cả ba cái hàng như vậy là thánh quả, thánh giả, từ như vậy là sơ quả đến như vậy là tam quả đến A La Hàm đều nằm trong cái 25 hữu này. Cho nên chúng ta biết nó rộng như thế, Phật cứu hết. Cho nên như kinh A Di Đà trực tiếp nêu ra, chư thiên nhân dân và các loại côn trùng bò bay nhỏ nhít, tức là tất cả những loại côn trùng, tức là những cái loại như vậy là bé tí nó nằm bò sát ở trên mặt đất này. À, rồi đến cái loại con rất là nhỏ bé nó bay ở trên trời này, đấy, côn trùng. Đấy, Phật A Di Đà nêu ra, kinh A Di Đà nêu ra như thế là đều nằm trong cái năm là 25 hữu này. Còn trong kinh Trang Nghiêm thì lại nói là trực tiếp là địa ngục, gạ quỷ, súc sanh. Cho nên trong ba cái đường này là nặng nhất, là Phật là cấp cứu nhất. Cho nên là phải nói rằng là
là cho nên mới nói là trong mười phương chúng sanh, nhưng mà Phật đi tâm Phật là cứu, là chúng sanh nào là chúng sanh ưu tiên, là chúng sanh cực khổ nhất là ở trong cái ba đường cực ác này, có đúng không? Mà nhân là chúng ta là đang tạo ba đường cực ác này, là chúng ta cũng là cái thành phần cấp cứu đây, cho nên chúng ta phải nhớ là chúng ta luôn luôn ở trong cái thành phần được cấp cứu. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta ở cái trong cái cảnh ba cái cảnh ác này, địa ngục và quỷ súc sinh này nha. Mà trong kinh kinh Vô Lượng Thọ thì Phật nói rồi, Phật vừa đứng trước quỳ trước Thế Tự Đại Vương, tức thầy của ngài, chúng sanh trong ba đường ác đường là cục cả quỷ súc sinh, mau mau về cõi con, nếu thọ giáo pháp của con thì sao tất thành A Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, các vị nhớ không? Trong cái như vậy là nguyện trong phẩm thứ 16 đấy, cái nguyện đầu tiên đấy, tất cả chúng sanh ở trong ba đường ác từ súc sanh ngạ quỷ địa ngục mà cực khổ nhất này, nếu về cõi con bán sanh về cõi con mà thọ giáo pháp của con thì tất thành A Lậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là thành Bồ Tát bất thoái, là hậu của Phật, là không còn thoái chuyển nữa, và đều cho thành Phật hết, và đi các cõi khác đều là Phật, đều là như vậy là hậu của Phật hết, và không bao giờ đọa lại ba đường ác nữa đấy. Cho nên là cái đây là bi tâm của Phật, đây là nói ở trong kinh như thế, còn dẫn dắt cho các vị như thế để chúng ta hiểu rõ là chúng ta là nằm ở cái cảnh giới nào, chúng ta cảnh giới nào, chúng ta nhận đến cảnh giới nào, con rõ ràng địa ngục và quỷ súc sinh rồi, và các vị nhận nào tùy các vị. Cho nên con chỉ biết là lương vào cái bi tâm của Phật này để mà Phật chỉ cho. Cho nên trong kinh Trang Nghiêm nói, đồng thời lại dùng các loại chúng sanh luân hồi trong quắc lẻo mau chóng sanh về nước tôi hưởng sự an lạc, để cho thấy Phật A Di Đà luôn luôn chủ động đang kêu gọi, đang yêu cầu, đang van nài bất kỳ chúng sanh nào. Dùng cái từ van nài, pháp sư dùng từ van nài, van nài không khác gì bây giờ như vậy, là con bây giờ thỉnh thoảng nó dọa mình mình bây giờ phải dạy nó, đúng không? nó còn dọa mình, nó còn tự tử cơ. Đúng không? Người mẹ nào run hết bập lên sợ, đúng không? Không hiểu bây giờ làm sao cứu được nó đây. Nó dọa mình tí mà mình đã run hết rồi, đúng không? Thế thì Phật đang van nài chúng ta, bất kỳ chúng sanh nào luân hồi trong các lẻo hãy mau mau tiếp nhận sự cứu độ của tôi. Tiến thêm bước nữa là chỉ ra tâm từ bi của Phật A Di Đà là gì? Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Dù chúng sanh trong địa ngục ác tỳ, ngài cũng muốn cứu độ, không bỏ sót chúng sanh nào cả. Chữ vô duyên này như thế nào? Chúng ta có biết Phật A Di Đà là ai không? Mà chúng ta kêu, chúng ta cầu. Từ xưa ngài, lúc cái ngài làm tỳ kheo Bát Tạng ấy, ngài phát nguyện cứu độ ông ta, chúng ta có biết ngài là ai đâu, mà chúng ta cầu, chúng ta nhờ vả. Cho nên là ngài chủ động tức là gọi là vô duyên ấy. Cũng như ở thế gian này, chúng ta người ta có cần đến đâu mà chúng ta cứ đến để lại người ta giúp. Bây giờ cứ đến bảo tự nhiên, cứ đến bảo người ta không cần giúp, mà cứ đến người ta lại người ta để mình xung phong, mình giúp đỡ người ta, đấy là vô duyên đấy. Nhưng mà Phật làm cái vô duyên này đấy, thế gian chúng ta có làm được cái vô duyên này đâu, đến cầu cạnh đến mấy thì chăng nữa cũng không đi giúp nữa, còn vô duyên. Bây giờ chúng ta nói đơn giản nhất đây, cứ nói là những người ta gọi là phát cái áo mà mang thay Phật Bồ Tát ấy để gọi là cứu độ chúng sanh ấy, chúng ta lai lỉ người ta đã đi giúp cho người ta đâu, bảo nó bây giờ vô duyên, các ngài tự nhiên các ngài đến bảo là thôi nhà con có việc để ta giúp cho, có không? Làm gì có cái này, đúng không? Chỉ có Phật A Di Đà mới chủ động, mới vô duyên làm cái việc này. Vô duyên là gì? Là thương yêu quá rồi, nó không nhờ mà cũng chủ động đến cứu, phải lo, chủ động lo lắng, đấy là vô duyên đấy, đúng không? Mà chỉ có mỗi Phật A Di Đà mới làm được cái việc này thôi. Còn các Phật khác này cứu người có duyên chứ không cứu người vô duyên. Nhưng chỉ có Phật A Di Đà làm cái vô duyên này thôi các vị ạ. Thì đây mới là cái bi tâm của Phật nhá. Đấy. Cho nên coi tất cả chúng sanh nó chơi như thế, nhưng mà nó không cần cũng vẫn được cứu. Nhưng mà vẫn còn như vậy, chúng ta thì chúng ta vô duyên đến một vô lượng kiếp này, 10 kiếp này rồi chúng ta vô duyên với Phật rồi. Phật đi bên cạnh chúng ta, bảo hộ chúng ta gì? Chơi ra như gỗ đá, chúng ta vô duyên, chúng ta không cần. Thế cho nên Phật vẫn cứ âm thầm từ bi, âm thầm theo sát chúng ta, đợi chúng ta đến ngày hôm nay để có duyên. Hôm nay chúng ta nhận có duyên với Phật A Di Đà chưa ạ? Đừng để bảo Phật ấy con vô duyên với Phật nhé.
Bây giờ không có vô duyên nữa rồi. Mà cái duyên này là duyên tuyệt đối. Mà cái duyên này gọi là duyên thù thắng quyết định cho con, cứu được con trong cái đời này, để con như vậy một đời này, để con chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đây là cái duyên thù thắng, biến từ cái vô duyên thành cái duyên đại thù đại thắng của chúng ta. Cho nên cái lương và cái duyên này là duyên thù thắng, đúng không? Từ xưa nay mình cũng có cái hạt giống. Cho nên là Phật mới phát nguyện là gì? Phật phát nguyện là trong cái kinh này gì? Cho nên là nói mãi rồi, bây giờ phải nói cái kinh. Cho nên nói kinh thì phải câu này nhé. Hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, chạm đến được vào nơi thanh tịnh. Đây, cái câu này, hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi tức là gì? Cái nguyện lực của Phật A Di Đà lúc nào cũng hướng đến mười phương sanh, bất kể ai, bất kể ở nơi nào, điều kiện nào, tức là lúc nào cũng có phóng quang đến ta, để đi chạm đến được vào nơi thanh tịnh. Nơi thanh tịnh chứ có đánh thức được cái thanh tịnh là gì? Là cái tâm thanh tịnh, tâm Phật chúng ta đấy. Cái gì đánh thức được chúng ta? Chỉ có gì? Hào quang của Phật, chỉ có ý niệm của Phật, chỉ có lòng tha thứ, lòng bao dung, lòng chân thực của Phật thì mới đánh thức được cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Nó ngủ vùi từ vô lượng kiếp bên này rồi. Nó vô duyên với Phật, vô duyên, chúng ta vô duyên với cái tâm thanh tịnh của chúng ta từ lâu rồi, không để tâm với nó. Tức là chúng ta cho nó là không bao giờ nghĩ nó, tức là mình vô duyên với nó, không có duyên. Nhưng mà bây giờ nhờ Phật đánh thức cái tâm này cho chúng ta, cho nên chúng ta trở thành có duyên. Chúng ta nhớ chỗ này nhá. Hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi, chạm đến được vào nơi thanh tịnh. Thù thắng trang nghiêm không ai bằng, chỉ có Phật A Di Đà mới làm được cái việc này. Chỉ có Phật A Di Đà mới đánh thức được cái tâm vô duyên của chúng ta. Cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó ngủ quá lâu rồi nhá. Cho nên nó vô duyên với Phật lắm, bây giờ nó có duyên rồi. Hôm nay là có duyên rồi, duyên sâu sắc lắm rồi đấy. Đừng để như vậy nó lại vô duyên mà lại tuột nữa. Một cái lần nữa thì lại vô duyên lại mãi mãi. Nha. Cho nên chúng ta phải nhớ đấy. Cho nên là quả thật là vô duyên đại từ, tâm từ bi của Phật A Di Đà. Quả thật là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đấy. Đồng thể đại bi tức là gì? Đồng thể coi tất cả chúng sanh như chính bản thân mình. Tất cả cái khổ của chúng sanh như chính bản thân mình. Cho nên từ nay thì các vị có khổ, có gì, có vui gì cũng chính là Phật khổ, Phật vui. Cho nên là đã có Phật coi chúng sanh là mình thì cái gì mình không làm được nhờ Phật. Phật coi Phật là với mình là một rồi. Thì cái tất cả cái lo nghĩ của con mà con không làm được thì con nhờ đến ai? Chỉ có Phật mới có năng lực này giúp được con thôi. Còn con thế ra là con không được nhờ ai cả. Thế thì như vậy tại sao mình có bệnh cứ đi nhờ mấy ông bác sĩ lăng băm, không nhờ đến Phật? Bây giờ chúng ta hỏi em, bây giờ nói gì nói, chúng ta phải nói bằng thật. Chúng ta phải quán thật đi. Chúng ta có bệnh thì bây giờ ta không nhờ gì? Nhờ ai? Có nhờ Phật đâu. Không nhờ Phật tí nào hết. Cấp cứu ngay, đúng không? Hiện nay bao nhiêu người ốm đau, có người nào không đi viện đâu. Người nào cũng đi viện hết. Chúng ta bây giờ cứu, bây giờ rất khoát ốm không đi viện nữa, chỉ có Phật thôi. Bởi chúng ta xác định rồi, có cứu rời chứ nữa hết duyên cũng đi, có đúng không? Mà như vậy là muốn đi chăng nữa, như vậy là có rời cứu nữa cũng không, như vậy là cứu được. Đến duyên đến Phật rồi, như vậy đến cái lúc lâm chung rồi, tự khắc như vậy tự nhiên đang khỏe mạnh chốc ra kia hết duyên chết luôn. Thì đấy là sao? Thế làm sao có bệnh là cứ phải như vậy là đi, như vậy là cấp cứu để cho thế gian nó chọc, nó tiêm cho đau lại kêu, đúng không? Không gọi Phật đi. Cho nên chúng ta phải qua cái này, chúng ta phải quán rằng nếu mà có bệnh thì dứt khoát như vậy là Phật với chúng sanh gì là một thể. Đây, trong đây các ngài nói rồi, chúng ta với Phật gì là một thể đấy. Đồng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chúng ta phải nhớ cái câu này mà phân tích cái câu này nó hay lắm. Đồng thể đại bi tức là Phật coi chúng ta như chính bản thân Phật, là đồng một thể. Thế đã đồng một thể rồi thì cùng một sinh mạng, cùng một con chim có hai cái đầu, một đầu thì ngu tối là chúng ta, còn đầu trí tuệ là Phật. Thì cùng một cái thân này, bây giờ thân ô nhiễm thì đời để cái đầu minh mẫn giải quyết, chứ cái đầu ngu này đừng có giải quyết nữa, có đúng không? Còn chim cộng mạng đó, ta với Phật là một thể, là cùng một thân, cùng một con chim cộng mạng. Thế nhưng có hai cái đầu, đầu của ta thì đầu phàm phu ngu tối, còn đầu của Phật là trí tuệ. Thế trí tuệ của Phật là cái gì? Trí tuệ của Phật là cái gì mà con đã chia sẻ quý vị, ai mà nhớ được? Cái này thì con phải nói là tuyệt xảo.
Trí tuệ về Phật là gì? Kìa, kìa, nó đang bước vào địa ngục, quay đầu chỉ sao truyền phàm thành thánh, đang đi vào đường địa ngục. Năng lực của Phật là gì? Là trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật là gì? Kìa, chúng sanh đang đi vào địa ngục, lập tức quay đầu lại thành thánh luôn. Liệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lập tức như vậy là buông đao xuống thì sao? Phàm phu chuyển thành thánh. Đấy, đấy là năng lực của Phật. Chỉ có năng lực này, trí tuệ này của Phật thì mới làm được cái việc này thôi. Chỉ có Phật A-di-đà mới làm được cái việc này, gọi là đồng thể đại bi chỗ này. Coi tất cả chúng sanh là cùng với Ngài là một thể hết. Cho nên là duy nhất Phật với con, chỉ có Phật và con thôi. Thế gian này không có gì hết, chỉ có con và Phật cùng chung một thân này, cùng với một thể với con. Con thì là cái đầu của con là vứt đi rồi, nó ngu si rồi. Con liệm toàn cái đọa vào cái thân này để làm cho đọa thôi, đục thuyền thôi. Còn thân của, còn trí tuệ của Phật thì làm cho như vậy sao? Cái thể này nó được giải thoát. Đúng không? Cho nên tất cả cái ngu si của mình không làm được thì để cái đầu kia làm. Đừng để cái đầu mình làm nữa. Có hai cái đầu cơ mà. Bây giờ mình xác định là trong cái thân thể này có hai cái đầu. Một là cái đầu của Phật. Phật vào mình rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Phật không có tâm thì lấy tâm của ai? Tâm của chúng ta là tâm của Phật. Thân mạng của chúng ta là thân mạng của Phật. Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới của Phật. Đấy, Phật lấy tâm của chúng ta là tâm của Phật. Cảnh giới của chúng sanh là cảnh giới của Phật. Cho nên tất cả chúng ta với Phật là chung một thể, là một con chim cộng mạng. Thì cái đầu này chúng ta là cái đầu vứt đi rồi thì để cái đầu kia lo nhá. Cho nên chúng ta đừng có xen vào nữa. Mà nếu để cái đầu kia lo thì vạn pháp đều như vậy là hoàn thiện hết, thì đây là cực lạc rồi nhá. Cho nên các vị phải làm ở chỗ này, nó hay chỗ đấy đấy. Dù cho chúng sanh ở trong A Tỳ địa ngục, Ngài cũng còn cứu được, không bỏ sót chúng sanh nào. Đấy, nằm ở trong A Tỳ địa ngục rồi còn cứu được, nghĩa là chúng ta chưa vào A Tỳ địa ngục, còn đang ở đây. Thì bây giờ những cái mà đang ở trong A Tỳ địa ngục thì không biết thuở nào ra mà suốt ngày bị tra tấn, 24 giờ bị tra tấn. Thì tại sao chúng ta đang ở đây mà chúng ta khổ một tí mà chúng ta không nhờ Đức Phật và không tin Phật, mà ở A Tỳ địa ngục ta còn nhờ Đức Phật, còn niệm một câu danh hiệu Phật thì lập tức sao? Địa ngục không còn nữa. Mà như vậy là đều thoát khỏi địa ngục và đều vãng sanh hết, các vị thấy không? Đây mới gọi là năng lực của Phật chứ. Thế mà tại sao chúng ta lại không tin được? A Tỳ địa ngục người ta còn tin, người ta còn được cứu, nghĩa là chúng ta, cho nên chúng ta không tin, chúng ta mất Phật chỗ này. Cho nên tất cả những chuyện thế gian này, cái chuyện nhỏ cho chúng ta thành Phật còn được, đó là cứu cái bệnh của chúng ta, đúng không? Cho nên bệnh không cái gì là không cứu được nhá. Cho nên chúng ta phải tin cái Phật chỗ này. Mà tin được cái này thì là nó màu nhiệm lắm. Hai, lấy phàm phu làm gốc. Trong chúng sanh mười phương có thánh nhân, có phàm phu. Ở đây chỉ ra là lấy phàm phu làm gốc, bởi vì thánh nhân không cần phải cứu. Bởi thánh nhân là còn từ từ, nếu còn bao thôi. Bởi vì thánh nhân người ta đã là Bồ Tát rồi. Thì như vậy nếu mà muốn mau chóng thành Phật, để làm sao để lợi ích chúng sanh, bởi vì Phật cũng muốn là tất cả lợi ích chúng sanh, thì muốn để cho các ngài chóng thành Phật thì cũng là bao cả thánh nhân. Cho nên chính vì đó mà có cái bao thánh nhân này, cho nên mới có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, mới dẫn như vậy là sao? 41 các vị đại Bồ Tát mà chứng được 41 phẩm rồi, đúng không ạ? Thì như vậy phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bình đẳng với chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc không? Tu đến gì? Tu đến đạt đến như vậy là 51 giai vị rồi. Đấy, chứng vào cái hàng thập thánh rồi. Thế mà còn phải cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để mau chóng thành Phật. Mà muốn mau chóng thành Phật mà không như vậy lương vào Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương thì còn lâu mới thành Phật được, các vị ạ. Cho nên các ngài đều phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương, niệm Phật như chúng ta để thành Phật. Mà chúng ta niệm đi thì trong một khắc, khoảng khắc chúng ta cũng thành Phật giống các ngài. Cho nên chúng ta bình đẳng với các ngài. Cho nên chính vì đó mà các ngài sao rất tán thán chúng ta. Mà đồng thời ngay bây giờ chấp nhận làm bạn với chúng ta ngay, chứ không phải đợi đến về Tây Phương mới làm bạn. Nhưng mà đối với chúng ta thì phải về Tây Phương mới làm bạn được với các ngài. Nhưng ngay đây các ngài đã nhận chúng ta là bạn rồi. Bởi vì tôi cũng niệm Phật A-di-đà, các vị cũng niệm Phật A-di-đà, thì sau này tôi các vị bằng nhau rồi. Có đúng không ạ? Thì cho nên các ngài mới nhận là chúng ta làm bạn với các ngài. Cho nên các ngài mới là bảo hộ chúng ta. Các vị thấy không? Đấy. Yêu ba, cái thứ ba là yêu thiên căn cơ khổ đau. Trong hạng phàm phu thì có phàm phu thiện, có phàm phu ác. Ở đây chỉ ra yêu thiên hàm phạm phu ác, đau khổ. Bởi vì chúng ta là chúng sanh đau khổ nhất.
nhưng cũng không đau khổ bằng súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Phật A Di Đà luôn canh cánh lấy những chúng sanh này làm đối tượng để ưu tiên. Thì chúng ta bây giờ có chấp nhận chúng ta liệt vào danh sách này không để được ưu tiên không? Thì con nhận ngay hàng đầu là con là phải được ưu tiên. Bởi vì trước sau con phải đọa, đúng không ạ? À, bởi vì kinh nói rồi, khởi tâm động niệm là tạo ba độc rồi, ba độc này vào ba đường ác rồi. Dứt khoát như thế là con phải nhận đứng xếp hàng đầu tiên, dẫn đạo tràng mà con đi đầu tiên. Phải tranh nhau, phải đi về Tây Phương chứ làm sao tranh nhau đi xuống địa ngục. Hiện nay chúng ta đang tránh nhau đi địa ngục. Cho nên là các Phật mới than thênh thang rộng như thế mà không có người. Về Tây Phương đường rộng như thế không có người. Nhưng chúng ta bây giờ phải tranh nhau về cái đường về Tây Phương này. Về Tây Phương thì từ ba đường ác đó, từ cảnh A Tỳ địa ngục đó đều khiến thành Phật. Phật A Di Đà không chỉ độ chúng sanh ra khỏi luân hồi, lìa khổ được vui mà còn đạt được niềm vui thành Phật. Thì đây mới gọi là từ trong đại từ. Không những chúng sanh mà nó tội ác như thế, mà chúng nó đang ở trong cái cảnh đọa đời như thế, mà chịu tội như thế, mà như vậy phải như vậy không những cứu khỏi khổ rồi, mà phải ban vui cho. Ban vui là gì? Là chân thật. Chân thật là gì? Làm được thành Phật. Cái đây mới là cái lớn. Cái đây mới là cái vi diệu. Cái này là cái không nghĩ không bàn để chúng ta. Cứu được chúng ta được khỏi khổ đã là sung sướng ở thế gian này, mà ai cho chúng ta? Mà chúng ta đừng từ cái cảnh quá khổ đau, bệnh đầy mình mà cho chữa chúng ta khỏi, rồi lại cho chúng ta được cái nhà cao cửa rộng, cho chúng ta đầy vàng đầy của, bây giờ cho chúng ta sướng như thế rồi, mà cho chúng ta một cái vị trí như sao? Là chủ tịch nước. Có đúng không ạ? Cho làm Phật thì cũng có phải là làm hơn cả chủ tịch nước ở thế gian được không? Thì đây mới gọi là từ bi chứ. Không những là làm ác vì là cái tội trước là rất là láo nhá. Cho nên bị đọa rồi nhá, bây giờ đáng nhẽ phải xử, phải quay về, còn phải như vậy sao? Nếu mà tội và đọa về địa ngục thì sao? Như là vua thế là tội phản quốc ấy. Cho như vậy là đâm 100 phát nhát giáo mà chết rồi, bảo nó chưa chết, 100 phát nữa. Hỏi chết chưa? Chưa chết. 100 phát nữa, bảo nó chết chưa? Đâm tiếp, bảo đâm bây giờ không chỗ nào đâm nữa rồi, chết thành như vậy là đâm nhão vét thành cái thân này thành na lát rồi. Thế mà như vậy là bảo còn chưa nghĩa lý khổ gì bằng cái khổ địa ngục. Thế mà tội lớn như thế mà cuối cùng như vậy là bi của Phật như vậy là xóa hết tội cho mà còn cho mình thành Phật nữa. Thì đây mới gọi là từ. Cũng như ở thế gian chúng ta ấy, cứu người rồi mà người lại phản bội ta. Thế thì như vậy chúng ta như vậy có tha thứ không? Chúng ta chắc chắn chúng ta không có cái tâm này được, không tha thứ được. Ghi lòng tặng dạ còn để bụng cho nên chết, đúng không? Cái này, nhưng mà đối với Phật thì sao? Càng thương, càng phải cứu những người này trước. Cho nên cái lúc mà Ngài còn thực hiện như vậy là ở Bồ Tát Đạo ấy, Ngài làm như vậy là Ngài ông Tiên ấy, Ngài Tu Tiên ấy. Thế là ông vua như vậy là ông như vậy dẫn như vậy là tất cả cung thần mỹ nữ là đi theo. Thế cuối cùng như vậy là khi mà cung thần mỹ nữ như vậy là nghe ông Tiên này nói pháp hay quá, tập trung hết vào. Thế là ông vua mới nói vào là người này dùng tà thuật ma thuật để như vậy dụ dỗ tất cả cung nữ của ta, cho nên là như vậy ta sẽ phải như vậy là xử trả người này. Thế rồi tùng xẻo cắt thịt đâu, cắt thịt đến hết rồi, chặt chân chặt tay hết rồi, cắt xẻo rồi, mà như vậy là ông ấy không có mảy may động một cái gì sởi một khân sân hết, mà còn nguyện là khi tôi thành Phật tôi sẽ độ cho ông đầu tiên. Đấy, Bổn Sư Thích Ca mình ấy, sau khi Ngài thành Phật, Ngài độ cho ông Kiều Trần Như đầu tiên, Kiều Như chính là cái ông vua mà xẻo tùng xẻo Phật đấy, ngày xưa đấy. Đó, đây là từ trong đại từ. Từ là gì? Cứu khổ. À, từ là từ bi. Từ bi cả những người mà người ta phản trắc mình, người ta làm hại mình, người hại cả cái sinh mạng của mình mà vẫn còn từ. Còn đối với chúng ta thì làm sao làm được cái hành này? Cho nên là như vậy là đấy là cho nên mới gọi là từ bi. Hoặc là bây giờ như vậy là bố thí thì bố thí cả cái thân mạng này cho người cần bố thí. Như con hổ bây giờ nó đói, nó muốn ăn thịt con nó, thì vì thương con hổ con mà như vậy Phật phải xà xuống để lấy cái thân cho hổ mẹ ăn, rồi cho cắt cho chim ưng ăn đấy. Đấy, tất cả những cái đấy là các ngài làm được hết. Đây là từ bi.
Thế còn Phật từ bi sao? Từ bi cứu tất cả chúng sanh mà phí bao nhiêu pháp, kể cả chửi Phật mà bị đọa trong A Tỳ địa ngục rồi, Phật vẫn cứu. Đấy là từ. Cái từ này trong đại từ này không có được. Mà còn này còn vô duyên nữa mà, đúng không? Thế nên đối với chúng ta phải học được cái từ này. Mà khi chúng ta học được rồi, có tha được rồi, thì ít nhiều chúng ta phải có cái từ này. Ít nhiều thôi, con không dám nói là có nhiều. Có một tí thôi, mình cũng biết rằng có cả một cái Phật đấy. Mà chúng ta niệm Phật này, mà Phật vào chúng ta rồi, mà chúng ta không có một chút từ này, mà không có một chút bao dung, không có một chút yêu thương này, không có chút tha thứ này, thì chúng ta không có tha lực. Mà khi chúng ta đã học rồi, đã có, mà đã tin Phật rồi, mà chúng ta lương vào Phật rồi, thì rất khoát chúng ta chuyển cái tâm chúng ta rất là mãnh liệt các vị. Thì lúc đó thì các vị như vậy thương con mình, tất cả những đứa nào đó, những cái tuổi con mình thương như con mình, thì đấy là Bồ Tát. Còn thương muôn loài thì đấy là Phật. Các vị ạ, mình cứ quán đấy, tự quán đấy xem là mình ở cảnh giới nào. Mình thương tất cả những cái hạng, thương con mình như thế nào, thì thương tất cả những cái đứa hàng bằng con mình thương như nhau, thì đấy là Bồ Tát. Còn thương muôn loài như nhau thì đấy là Phật, bởi tâm của Phật nó lớn hơn, đúng không? À, thì đấy là như thế đấy. Đấy là ưu tiên căn cơ khổ đau, thì tất cả cũng khiến cho thành Phật. Đấy, đều khiến cho thành Phật hết, tức là vô duyên đại từ là đặc biệt độ hết chúng sanh chịu khổ A Tỳ địa ngục. Thật sự chỉ ra lòng từ bi triệt để của Phật A Di Đà. Nếu nói về chúng sanh trong địa ngục A Tỳ thì có hai loại. Có hai loại, chúng ta nhớ là chúng sanh địa ngục A Tỳ có hai loại, thì loại nào thì chúng ta phải biết ở loại nào. Một là nói về chúng sanh hiện tại như này, đang tạo tội, tạo nghiệp thuộc về địa ngục A Tỳ là cái gì? Là tam độc. Hiện nay chúng ta đang tạo cái nhân này, là hiện nay là một loại chúng sanh, hiện nay là chưa ở trong địa ngục nhưng đang tạo nhân địa ngục. Thì đây là chúng ta đấy, gì đó, chỉ chúng ta đấy. Có đúng không? Khởi tâm động niệm giơ chân tâm bước là gì? Là tam, là tam, 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 tạo nhân tam đồ, mà tạo nghiệp này đấy là nhân, nhân địa ngục đó, gì đó. Là ai là chỉ ra? Chỉ chúng ta đang ở cái cõi ta bà này. Đấy, là chúng sanh địa ngục A Tỳ thì có hai loại. Đấy nha, con nói hai loại nhá, để chúng ta biết. Một, chúng sanh hiện tại đang tạo tội tạo nghiệp thuộc về địa ngục A Tỳ, cũng tức là tội thập ác ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tương lai nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ. Đấy là loại nào? Chúng ta, đúng không? Thế cho nên là cái phần trước học rồi, Bồ Tát nói rồi, khởi tâm động niệm, giơ chân cất bước, thảy đều là tội. Là tội gì? Của ba nghiệp thân khẩu ý đều là tội cả, đều là tam đồ. Tam đồ là vào ba đọa vào địa ngục A Tỳ, là cuối cùng là ác nhất, đúng không? Đấy là chúng sanh của địa ngục A Tỳ, là cái thành phần này chúng ta đang tạo cái nhân này để đi vào. Cho nên tổ vào gì? Nhân đã tạo rồi, vào địa ngục thì nhanh như tiên bắn mà thôi. Đấy, cái nhân chúng ta tạo rồi là chỉ có địa ngục thôi, địa ngục đang chờ chúng ta. Thế còn loại chúng sanh thứ hai, quá khứ đã tạo rồi mà hiện nay đang chịu làm trong địa ngục, mà đây là cái thành phần này cần cấp cứu nhất, là chúng ta nhận lấy chúng ta ở thành phần này để chúng ta là xung phong đi. Con xung phong đây rồi, Phật nhìn thấy tay con rồi, đúng không? Đó, thế là Phật lúc nào cũng là rình rình để chờ cứu mình rồi, không có đâu loại đâu, đúng không? Hai loại chúng sanh này Phật A Di Đà đang kêu gọi, ngài nói muốn sanh nước tôi, mau mau về nước tôi hưởng an lạc và tích cực mong muốn cứu độ hết. Lòng đại từ đại bi của Phật A Di Đà là cao tột, là sâu xa nhất, không có Phật nào được như thế vậy nha. Đấy, rõ ràng đại từ đại bi cứu khổ ban vui của Phật giáo, thật sự chỉ có pháp môn niệm Phật đại bi cứu khổ của Phật A Di Đà. Đặc điểm đặc sắc lớn nhất của Phật giáo là gì? Là từ bi. Từ bi thì có ba loại: chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Thì chúng sanh thì phải có duyên thì mới có từ bi, đúng không? Còn phải có duyên thì mới có độ, và chúng sanh về thì mới có pháp mới độ được. Nhưng mà đối với Phật thì sao? Vô duyên là độ hết. Từ bi của Phật A Di Đà là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Chỉ có vô duyên đại từ đồng thể đại bi của Phật A Di Đà mới có thể thật sự toát ra được sự cứu khổ ban vui trong Phật giáo. Chúng ta nhớ cái này, chỉ có cái pháp này thôi. Bởi nếu không có được pháp môn cứu độ chủ động, tích cực, bình đẳng, vô điều kiện của Phật A Di Đà là gì? Nếu tôi thành Phật chúng sanh mười phương thì làm sao có thể toát ra được ý nghĩa cứu khổ ban vui được chứ? Đấy, chúng ta phải nói rõ là chỗ này. Bởi vì bất kỳ pháp môn nào
pháp môn khác, tất cả 84.000 pháp môn thì đều có điều kiện, đều không bình đẳng, bởi vì không phải căn cơ đó thì học không được, tu không hành, tu không thành được. Chúng ta tất cả những pháp môn chúng ta đã học rồi, chúng ta tu rồi, ai đã thành chưa? Bây giờ hỏi xem các vị ai đã thành chưa? Ức người tu không, người tu thành chứ không ai nhá. Cho nên là tất cả các pháp môn đó đều là gì, là phương tiện thôi để đi cái này, đều không thành. Chỉ có pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà là bất kỳ căn cơ nào đều có thể thực hành được. Đây mới là đại từ đại bi cứu khổ ban vui đúng nghĩa. Cho nên Phật mới nói, ra đời Phật nói rồi, thời kỳ đây là thời kỳ tịnh độ, chỉ có tịnh độ thì mới được, mới tu được thôi. Còn tất cả ấy là còn tu các pháp môn khác, 8.000 pháp môn khác thì mà còn tu nữa thì là sai rồi, không hiểu ý của Phật rồi, không hiểu ý của Bổn Sư Thích Ca. Phật Thích Ca nói rồi, thời kỳ này là mạt pháp, thì chỉ có mỗi pháp môn tịnh độ là cứu được các con. Kể cả thời kỳ diệt pháp rồi, còn pháp này vẫn cứu được nữa mà, diệt pháp vẫn còn cứu được, đúng không ạ? Thế mà chúng ta biết là cái thời kỳ này mạt pháp và cứ đòi leo cao, đúng không? Đòi tu theo kiểu thánh đạo môn, tu theo cái thời kỳ Phật của ra đời Phật dạy. Thế thì chúng ta chống lại Phật, cãi lại Phật, đúng không? Không y giáo phục hành mà chúng ta lại còn can cường, lại còn phỉ báng, thì cái tội lớn nhất là cái tội không tin. Cho nên là chúng ta không nghe lời chỗ đó, chúng ta chết chỗ đó. Cho nên là thời kỳ gọi là ma nó dẫn đường, chỉ nói cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng chúng ta có may mắn không? Thoát được ra đây mà ngồi mà nghe những cái lời của tổ, lời của Phật này nói này, chúng ta thấy nó đáng giá quý nào. Bây giờ mới thấy là có duyên rồi, đúng không? Trước là vô duyên quá rồi, mình là con người nó quá vô duyên rồi, vô duyên được vô được kiếp này rồi, toàn nghe ma thôi, toàn có duyên với ma, làm gì có duyên với Phật. Có duyên thì phải, tức là có duyên là như thế nào? Có duyên tức là nói mới tin, mới nghe được. Chứ còn vô duyên thì có bổ đầu ra nhét vào không nghe được, không hiểu được, ngồi cứ như vịt nghe khoai, ngồi toàn không nghe ngủ gật, không chẳng nghe, đấy là vô duyên đấy. Vô duyên mà đúng là lời của Phật đâu có nghe, tức là nghe rồi mà cũng không nhận được, lại bị như vậy, nghiệp nó kéo, ma ma nó kéo. Đấy là chúng ta phải hiểu rõ ràng như thế. Cho từ xưa chúng ta đã vô duyên nó rồi, vô duyên mãi rồi, là bây giờ như vậy chúng ta phải như vậy. Có duyên thì chúng ta phải trú chặt cái duyên này, giữ chặt cái duyên này. 100.000 muôn kiếp mới có cầu được cái duyên này. Bây giờ cái duyên này lại gặp cái duyên thù thắng này, cho nên chúng ta phải, thời cơ không còn nữa đâu, nhanh vô thường đến rồi, giữ chặt cái duyên này đến lúc lập chung, quý vị nhé. Đây gọi là chúng ta mới lấy là căn cơ của chúng ta như thế. Chỉ có pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà là bất kỳ căn cơ nào đều có thể thực hành được. Đây mới là đại từ đại bi cứu khổ ban vui. Chính vì đó mà Phật A Di Đà mà muốn cứu khổ tất cả chúng sanh này, Phật A Di Đà để làm sao phải tư duy 5 kiếp cơ mà. 5 kiếp mới phát được lên cái nguyện cứu độ này, là cái nguyện 18 này. Có đúng không? 5 kiếp thì các vị thấy nó dài lâu, mức độ khủng khiếp nào. Mới tư duy để cho chúng ta, để mà làm được làm sao cái hạnh đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Để chúng ta từ cái con vật nó cũng như vậy là được cứu. Từ chúng sanh địa ngục A Tỳ nó khổ đau như thế mà nó nghe được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng được cứu. Cho đến đây mới gọi là từ bi như thế. Từ bi trong đại từ, trong đại bi. Pháp môn mà nếu chỉ có hàng thánh giả mới được lợi ích, thế thì không gọi là đại được. Bởi vì hạng phàm phu không thực hành được, thánh giả, phàm phu, thậm chí người thiện và người ác đều có thể đạt được lợi ích. Việc lớn này mới là việc lớn chân thật. Chân thật là gì? Phải cứu được, phải có lợi ích. Đây mới là chân thật. Nếu không như vậy thì việc lớn đó vẫn còn hạn chế, vẫn còn hạn hẹp, thì đây không phải là pháp môn đại, không gọi là đại từ đại bi được. Thật may mắn sự cứu độ của Phật A Di Đà rộng lớn không bỏ mé, triệt để không bỏ sót, không có giới hạn. Chúng sanh địa ngục cũng được vãng sanh, chúng sanh ngạ quỷ, súc sanh cũng được vãng sanh. Chúng sanh ở 6 đường đều có thể được sanh tịnh độ nhờ vào sự cứu độ của Phật A Di Đà. Đấy, nói về pháp môn tu hành. Nếu không phải pháp môn tịnh độ thì chính là thánh đạo môn. Đặc điểm, đặc sắc của thánh đạo môn nằm ở đâu? Nằm ở sự cứu độ. Đặc điểm đặc sắc của thánh đạo môn không nằm ở sự cứu độ, mà là gì? Tự mình khắc khổ tu hành. Cái điểm đặc sắc của thánh đạo môn là gì? Là không dựa vào cái pháp môn cứu độ này mà tự mình khắc khổ tu hành. Tự tu hành, các vị có thấy khổ không?
đơn giản nhất thôi. Có nói là chúng ta chưa nói là tu cao siêu gì, chưa phải là giới định tuệ, chưa phải là phát như vậy là Bồ Tát đạo gì cả, hành như vậy là vạn thiện vạn hạnh gì cả. Chúng ta chỉ cần có mỗi cái gì khát khao như vậy, đều như vậy, bất niệm tu niệm thôi, chỉ có nhằm để dinh để được nghe cái tiếng là Phật thôi. Mà khổ tâm ăn không ngon ngủ nguyên để dinh để nghe nó, để mong cầu nó thôi, mà còn khổ mức độ nào, có đúng không? Thế mà đến lúc nghe được một tí mà nó mất rồi, bắt đầu mới khóc mới khổ nào. Chưa động đến cái gì tu tập gì cả, đúng không? Chưa gọi là hành Bồ Tát đạo, chưa bố thí cho ai cả. Mà mình bây giờ mà bố thí cho ai thì như vậy là sao? Như cắt da cắt thịt cho ai, đồng nào bây giờ ngày xưa còn vậy đấy, cho ai tiếc lắm. Thực sự nói như cắt thịt, các lời Phật nói rất đúng rồi. Nhưng mà đến lúc tu rồi bây giờ mới thoải mái một tí đấy. Ừ, tu rồi bây giờ vậy, bỏ ra 700 1 2 triệu thì không tiếc rồi. Ngày xưa ấy bỏ ra vài triệu mà lúc ấy là nhiều tiền chứ không ít tiền đâu. Ồ, như cắt thịt tiếc lắm, đúng thế thật đấy. Không có tu thì rất khó, là không chịu bỏ đâu. Càng nhiều tiền càng tham, cái đang thiếu mà tôi còn đang thiếu thì tôi cho ai được, đúng không? Cho nên cái người mà người ta có đang càng nhiều nó càng tham, chính vì tham nó mới thiếu nó mới gì, nó vơ về, cho nên nó chịu cho ai đâu. Chứ còn chúng ta nghèo khổ ấy, chúng ta mà có tu thì chúng ta sẵn sàng cho mọi người ngay, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không có làm được cái việc này. Cho nên là có nghĩa là càng giàu càng bọt xẹt. Cho nên đặc điểm đặc sắc của Thánh Đạo Môn là gì? Là không làm ở sự cứu độ mà làm mà tự mình khắc khổ tu hành. Nhưng pháp môn chúng ta thì đây gì là tịnh độ, là gì? Chỉ có mỗi xưng niệm danh hiệu thôi. Tu mà không tu, mà không tu mà lại là tu. Pháp của chúng ta là tu mà không phải là tu, mà không phải là tu mà lại là tu, mà lại là tu thù thắng nhất. Không tu mà lại gặt được quả thù thắng nhất. Đây gọi là gì? Chúng ta nhớ là gọi là cái pháp này gọi là chúng ta là gì? Không phải nó trái với cả luật nhân quả, mà nó vượt qua luật nhân quả thông thường, mà nó là gì? Tha nhân gì? Tự gì? Tự thụ, tự thọ đấy. Đó, tức là lương và cha mẹ làm mình hưởng. Chứ không phải tự mình làm tự mình hưởng nữa rồi, mà cha làm cho ta hưởng. Của cha của mẹ là của con. Đấy là cái pháp này của chúng ta. Phật làm ta hưởng. Còn ta làm thì Phật chịu. Ta làm Phật chịu, cũng như là ở đây mình nợ thì bố mẹ đi trả nợ cho con, không nợ thì nó dốt mình thương con thì phải cứu con ra, mà cứu nó ra thì phải mang tiền đi chuộc, có đúng không? Thì Phật làm cái việc này cho ta làm thì Phật chịu, mà Phật tu thì ta hưởng. Cho nên để cho ta như vậy là dễ tu, dễ hành, dễ chứng này, thì đúng là chỉ có mẹ ở thế gian, chỉ có mẹ mới làm được việc này. Nhưng mà Phật bảo là ta còn hơn mẹ, thương con rất nhiều. Mẹ các con cũng phải để ta phải cứu, bởi mẹ các con không thể nào có cái thương như ta được. Mẹ các con thì sao? Chỉ có vậy sao? Nuôi các con được thôi, và cho các con ăn được thôi, rất tầm thường. Thế nhưng mà để cứu các con không cứu nổi, hệ mạng các con không cứu nổi, thậm chí như vậy là còn dạy các con đọa cơ, có đúng không? Chính chúng ta còn dạy con ta đọa, dạy cho con ta tham mà. Ê, con đi cầu tham cho con mình cơ mà, đúng không ạ? Cho nên chúng ta chỉ trong cái tham sân si thôi, ngoài tham sân si làm gì có gì khác. Cho nên cái đấy là cho nên chúng ta phải biết rằng, cho nên chỉ có Phật mới có cái tâm lòng này. Cho nên chỉ có Phật mới ai? Phật mới không bỏ rơi mình, mới đến tận giường mình để đón mình. Ô uế cũng đến đón mình, đúng không? À, cái lúc chết không bỏ rơi mình. Chỉ có mỗi Phật, lúc này chỉ có ai? Chỉ có người mẹ mới làm cái việc này. Mà bây giờ cho nên là Phật với ai? Cho nên là các ngài mới nói là bây giờ ai đón ta? Chẳng ai đón ta cả. Thầy của chúng ta không đón chúng ta, cha mẹ cũng không đón chúng ta, chỉ có mỗi Phật mới đón đến đón mình. Mà Phật là một người cao quý như thế mà tại sao đón cái hạng như là phàm phu, tận cùng phàm phu, tội ác tận cùng tội ác này, xấu xa dơ bẩn như này mà Phật đón? Thì mới biết rằng cái vô duyên đại từ đồng thể đại bi của Phật như thế nào. Từ bi cứu độ của Phật là có điều kiện không? Hoàn toàn không. Có thể nói bất kể chúng sanh nào, bất kể chính là không phân biệt. Nếu như còn phân biệt này, người tu hành như vậy mới được cứu độ, người khác không biết tu hành không được cứu độ. Không có sự phân biệt như vậy nên gọi là bất kể chúng sanh nào. Cho nên những cái từ ngữ trong đây nó hay vô cùng quý vị. Bất kể tức là không có phân biệt bất kể ai, không có phân biệt bất kể chúng sanh nào, không phân biệt bất cứ loài nào. Nếu mà như thế thì sao? Chúng ta với tất cả các loài, muôn loài là sao? Bình đẳng như nhau hết. Bình đẳng từ đâu? Từ đẳng giác Bồ Tát đến giờ chúng sanh địa ngục A Tỳ. Cho nên đối với chúng ta tuyệt đối đối con kiến chúng ta phải bình đẳng. Cho nên chúng ta bây giờ mà dẫm đến con kiến thì sao?
phải xót xa. Dẫm lên qua ông Kiến là ông Kiến là ai? Ông Phật đấy. Bình thường là nhìn thấy là ông Kiến đấy, nhưng mà cuối cùng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thể lập tức thể hư vô thân vô cực ngay là ông Phật đấy. Thế bây giờ tất cả muôn loài từ cái loài bò bay rồi như vậy là ở bò trên mặt đất ở trên không là nhỏ như thế, kính hiển vi nhìn không thấy cơ mà. Thế mà lập tức người ta về người ta thành Phật đấy các vị. Thì bình đẳng với chúng ta đấy. Thế mà chúng ta phân biệt thì Bồ Tát phân biệt chúng ta còn là như thế nào? Thì mà chúng ta còn đòi bình đẳng với Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà Bồ Tát xuống đây làm bạn với chúng ta thì không khác gì chúng ta cũng phải làm bạn với con kiến, làm bạn với con muỗi. Thế mà muỗi mà đốt chúng ta thì giơ tay lên con cúng dường cho muỗi nhá. Thì liệm cúng dường cho nó, chứ lại đập nó thì giết nó, tao giết mày, mày làm sao dám đốt tao, đúng không? Đấy. Thì cái chỗ đó là mình phải biết. Đây cái từ bi cứu độ của Phật trên đấy. Trong chúng sanh có thánh nhân, có phàm phu, trong phàm phu có người thiện, người ác, nhưng đối với phàm thánh thiện ác, sự cứu độ của Phật A Đà đều không có quan niệm và không có phân biệt. Thế cái sự quan không có phân biệt này thể hiện như thế nào? Thì bây giờ ngài lấy một số ví dụ. Ví dụ này rất là rõ ràng để cho chúng ta biết, trong đây bảo cứ nói như thế là trừu tượng quá. Ngài lấy ví dụ này. Cái lòng từ bi của Phật không có phân biệt cứu mười phương sanh như thế nào? Như mặt trời chiếu khắp. Đấy, lấy cái ví dụ này để cho chúng ta, để giảng đại chúng ta hiểu là như mặt trời chiếu khắp. Sự cứu độ của Phật A Đà như mặt trời. Mặt trời thì có tâm phân biệt không? Mặt trời có chỗ nào bảo là ta chiếu chỗ này ta bỏ chỗ kia không? Mặt trời thì không chỗ nào bảo là chỗ nào cũng chiếu hết, đúng không? Chỉ có ta che lại thôi. Còn mặt trời đều chiếu hết, không bao giờ bỏ chỗ nào hết. Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng chảy khắp muôn nơi, chiếu khắp núi cao, đồng thời cũng chiếu sáng đất liền, chiếu sáng cây lớn, đồng thời cũng chiếu cây nhỏ, chiếu soi thiện, đồng thời cũng chiếu soi người ác. Có bảo là chiếu tôi bà không chiếu không? Khi mà ánh sáng mặt trời không ai là không chiếu hết, đúng không ạ? Thế ánh sáng đây ta mở cửa ra đây, đây là đang đưa vào ánh sáng mặt trời đây. Thì ta cửa sổ đây đều vào đây thì có ai là không chiếu đâu, có bình đẳng đâu. Tất cả chiếu như nhau hết. Chiếu khắp tất cả động thực vật khoáng vật trên mặt đất, có thể nói là ánh sáng mặt trời chiếu khắp, một lúc chiếu khắp bình đẳng không phân biệt vô điều kiện. Đấy, tâm của Phật là như vậy. Thế để ví như nào, tiếp tục ví như nào, một cái ví nữa, ví như mặt trăng. Sự cứu độ của Phật A Đà giống như mặt trăng. Mặt trăng không có tâm phân biệt, mặt trăng vừa xuất hiện thì ánh của mặt trăng thì sao, muôn sông nghìn suối đều hiện ánh trăng hết. Cho ta thấy chỗ nào có nước là có hiện trăng chưa? Kể cả ánh trăng chiếu khắp ở biển cả, sông dài, đồng thời cũng chiếu soi sông nhỏ, nước ở giếng, ở ao, cho đến nước ở chậu rửa mặt, nước ở trong ly đều có mặt trăng xuất hiện hết. Chúng ta có thấy không ạ? Một người ở bờ đông thấy mặt trăng trên đầu mình, anh ta đến bờ tây cũng nhìn thấy mặt trăng theo anh ta đến bờ tây. Chúng ta đi đến đâu cũng thấy mặt trăng hết. Mặt trăng có bỏ chúng ta, bảo chiếu chỗ nọ không chiếu chỗ kia, chỗ nào cũng có mặt trăng hết. Thì Phật A Đà, tâm của Phật A Đà cũng vậy đấy, không bỏ sót chỗ nào. Bất kể người này đi tới đâu đều thấy mặt trăng theo ta đến đó. Có thể nói mặt trăng không có phân biệt, cùng một thời gian chiếu khắp tất cả. Mỗi cá nhân đều thấy mặt trăng đồng hành với mình. Đấy, Phật cứu độ chúng ta như mặt trăng đồng hành với ta. Chúng ta đi đâu có mặt trăng, chúng ta đi đến đâu cũng có Phật. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta ngồi đây đều có Phật, mỗi người bên cạnh có Phật đấy. Phật ở đâu? Ở ngay bên cạnh mình đấy. Tìm Phật ở đâu? Phật ở đang trên đầu chúng ta này. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhìn thấy? Bởi chúng ta còn đang chấp vào cái cảnh giới của chúng ta. Chúng ta đang sống ở chấp vào cái cảnh giới thô thiển, bởi dùng cái con mắt này là thấy, chứ không phải dùng tâm thấy. Nếu mà chúng ta dùng tâm thấy thì chúng ta thấy Phật ở đang phóng quang trên đầu chúng ta này. Tất cả ai có Phật ở trên đầu hết. Chúng ta niệm Phật đều có Phật phóng quang để trụ trên đỉnh đầu hết, đúng không ạ? Thì đều có Phật hết, nhưng mà chúng ta mắt này đang dùng cái mắt phàm phu cho nên không thấy thôi. Chúng ta niệm Phật, ánh sáng của chữ Phật luôn luôn mãi chiếu soi hộ chúng ta. Niệm chúng ta bất kể thời gian nào, bất kể địa điểm nào, bất kể thời gian nào, chúng ta luôn luôn có Phật bên cạnh. Chúng ta phải nhớ rằng, cho nên chúng ta phải yên tâm tuyệt đối, lúc nào cũng có Phật rồi. Mà năng lực của Phật thì như vậy là vô cùng lớn, không có chướng ngại, cho nên chúng ta phải thuộc cái như vậy là cái Phật quang chiếu nhá. Cho nên chúng ta học rồi, chúng ta biết là lúc nào có Phật bên cạnh. Phật bất khả bất tư nghỉ quang mà. Phật không có chướng ngại quang mà. Phật vô lượng thọ thì cũng là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, tức là không có ngại một trường hợp nào.
Phật như vậy là giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật bất tư nghỉ quang, đúng không? Phật siêu nhật việt quang, tất cả là Phật, tức là ánh sáng quang minh của Phật chiếu đến mình, tất cả mình quang minh Phật đã đến rồi thì không có một cái gì để chướng ngại nữa, mình không còn sợ bất cứ điều gì nữa, đừng có sợ cái gì nữa, mà đã phải được như thế. Rồi Phật A Di Đà ví như nào? Ví như đất lâm đỡ tất cả, thì cái gì không nằm trên mặt đất này, sự cứu độ của Phật A Di Đà như trái đất. Trái đất thì không có tâm phân biệt, trái đất nâng đỡ muôn vật, núi cao, biển cả đều do đất, trái đất này nằm trong trái đất, đất nâng đỡ. Thế thì ví Phật A-di-đà thì không khác gì như vậy là như trái đất nâng tất cả muôn loài, đều Phật, đều như vậy là ôm hết và nâng, đều như vậy là Phật A-di-đà như một cái thuyền, tất cả này làm trên thuyền của Phật. Đấy, nâng đỡ như thế, đúng không ạ? À. Người thiện, người ác, người thanh tịnh, người bất tịnh, trái đất đều không có phân biệt, đều không ghét bỏ, ai nâng đỡ hết. Miễn là như vậy là có chấp nhận để cho như vậy là Phật nâng đỡ hay không thôi, thế thôi. Bởi thế kinh dịch nói, ôi cái đoạn người ta không đọc nữa, bởi vì đọc nó lại phức tạp. Đức của Phật A Di Đà có thể nói là vạn đức, công đức vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, tâm yêu thương vô cùng, vô tận, tiếp nhận tất cả. Ngài tiếp nhận tất cả chúng sanh, bao dung tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta cũng có thể học theo đức dày, dung chứa muôn vật. Đấy, qua lấy cái ví dụ Phật như vậy là trái đất này nâng đỡ tất cả, thì chúng ta pháp sư nói là hy vọng làm sao mà chúng ta cũng thể học theo cái đức dày này, đức dày của Phật, để bao dung muôn loài, bao dung với muôn vật, tức là từng cái con vật, chứ đừng nói là người với người đó. Mình phải biết bao dung, biết tha thứ, biết độ lượng, biết thương yêu, biết bảo hộ, biết giúp đỡ, đó, biết như vậy là cứu độ. Và cứu độ thì mọi bất kể hiện tượng lúc nào, gắng sức ban tặng đối phương sự ấm áp, mang đến sự hoan hỷ. Về phương diện này chúng ta cần phải chú ý. Đấy, pháp sư nhấn mạnh chúng ta khi chúng ta học pháp này, chúng ta được Phật gia hộ này, chúng ta phải học được cái đức dày của Phật đây này. Cho nên đối với Phật A Di Đà thì nói về đất thì sao? Bình đẳng, bình đẳng như đất bằng cơ mà, trong kinh nói rồi, đổ nước xuống, đổ cái gì xuống đất cũng không như vậy, giận nước hoa xuống không cười, mà đổ nước giải, nước đại tiện tiểu tiện xuống cũng không sân. Đấy, bình đẳng mức độ thế. Cho nên chúng sanh đọa ở địa ngục thì cái ác nào nó không làm nữa, mà Phật còn cứu cơ mà, đúng không? Mà đây chúng ta đây, đấy, như hư không bao hàm tất cả, sự cứu độ của Phật A giống như hư không. Hư không thì không có phân biệt, tất cả hư không đều nằm trong hư không hết. Từ cái như vậy là bụi bẩn này cũng nằm trong hư không hết, Phật như vậy là khoa bao dung hết. Tức là đấy, tâm của Phật lớn như thế. Sở dĩ tâm Phật lớn như thế là bởi tâm Phật là vô tâm. Bởi Phật không có tâm, vô tâm mới có thể rộng lớn vô bờ như thế. Còn nếu mà là có tâm như chúng ta thì là gì? Nếu đã có tâm thì nó nhỏ hẹp vô cùng. Cho nên Phật là không có tâm. Thì lấy tâm của đâu để làm tâm? Thì mỗi chúng sanh đều là tâm của Phật hết. Cảnh giới của chúng sanh đều là cảnh giới của Phật hết. Cho nên là Phật vào tâm chúng ta chỉ cần liệu Phật cái lập tức Phật ở trong tâm chúng ta rồi. Đấy, chúng ta phải nhớ rằng, cho nên đấy mới là một thể chứ. Chúng ta liệu Phật là gì? Không những liệu danh của Phật, liệm quả của Phật, và liệm về ánh sáng của mình của Phật, mà liệm thể của Phật. Một là ba, ba là một. Không phải liệm một cái danh hiệu đơn giản đâu, mà chúng ta liệm gì? Nam mô A Di Đà Phật là cái quả, là phải tích lũy tu vô lượng vô biên kiếp được cái quả này. Quả này là công đức thanh tịnh của Phật, tích lũy vô lượng kiếp lại, tích lũy lại, nhiếp vào cái sáu chữ này, đây cái danh này cho mình. Đây là cái quả của mình, đây toàn bộ cái hạnh của Phật, cái công đức của Phật, đồng thời cũng là cái gì? Là cái mạng, sinh mạng của Phật, là cái quang minh của Phật, rồi là cái gì, cái thể của Phật, mắt tai mũi nước của Phật vào với ta là một thể rồi, hòa với mình là một thể, đúng không? Thì lập tức lúc này vào ta, nhưng mà cái đầu mặc ở chỗ khác, có cái đầu khác ở chồng cái đầu chúng ta, tức là Phật trụ trên đầu này, tức là thêm một cái đầu nữa, cái thân này có hai cái đầu, một là Phật trụ trên đầu ta, đúng không? Đó. Ai cũng có Phật trụ trên đầu hết đấy, tức là cái thân này có hai cái đầu. Cái chim cộng mạng hai đầu đấy, đúng không? Thế Phật đang trụ như đầu chúng ta, ai cũng có Phật trụ như đầu. Liệu Phật đã có Phật trụ như đầu rồi? Tức là cái thân này có hai đầu. Thế cho nên để cái đầu chết thì nó, đừng để cái đầu ngu chi nó nữa. Thì mọi việc ở đâu có được hết nhá.
Tuy tâm Phật là vô tâm nhưng lại lấy tâm của chúng sanh làm tâm, lấy cảnh giới chúng sanh làm cảnh, cũng tức là lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh. Chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho chúng sanh, cứu khổ ban vui chúng sanh, Phật liền ở trên thân chúng ta, ở cùng với chúng ta. Đây là lời khẳng định. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta với Phật là một thể, thì Phật làm lấy tâm của chúng ta làm tâm của Phật. Cho nên chúng ta có khổ thì lập tức gọi Phật thì chúng ta sẽ được hết khổ. Lập tức khó khăn gọi Phật sẽ khó Phật giải quyết cho, bởi Phật lúc nào cũng bên cạnh mình mà không gọi, mà cứ đi gọi ở đâu, đi tìm ở đâu, có đúng không? Lúc nào Phật bên cạnh chúng ta, tại sao chúng ta không nương mà chúng ta đi tìm ở đâu? Chúng ta học cái đoạn này chúng ta phải nhớ rằng Phật lúc nào ở đâu, chúng ta bên cạnh chúng ta. Rồi như vậy là Bồ Tát bên cạnh chúng ta nhiều như thế, bảo hộ chúng ta, thế tại sao chúng ta không nương mà đi nương ở đâu, toàn đi tìm ở đâu? Đúng không? Chỗ này là chúng ta là cái chỗ chết của chúng ta đây, bởi vì chỗ này chưa tin nổi. Bởi vì con có nhìn thấy các ngài đâu. Đúng không? Vậy con không nhìn thấy các ngài. Đấy, bởi vì con chấp tướng, chấp hình tướng mà. Cho nên là không ngộ chỗ này, cho nên chỗ này chỗ chết. Đây, một cái ví như này cho nên đơn giản nhất này. Ví như thuốc tự nhiên. Sự cứu độ của Phật A Di Đà giống như thuốc. Thuốc không có tâm phân biệt. Bất kể là ai, nam nữ, già, trẻ, thiện và ác, có tu không có tu, thì thuốc nó có phân biệt không? Miễn là uống, có uống hay không? Còn uống vào thì cái công năng của thuốc nó phát huy tác dụng thì tự nó phát huy chứ. Mình có phân biệt đâu, mình có cần thì kể cả có đọc to thuốc là để tăng thêm cái niềm tin thôi. Còn không đọc to thuốc cũng không sao cả, miễn là có uống hay không. Tức là chối đối chúng ta miễn có liệu Phật hay không thôi. Còn không cần phải biết gì cả, nhưng biết thì tăng thêm cái niềm tin. Mà pháp này là pháp tin, tin thì ta nhận thì ta mới chịu uống thuốc. Còn không tin thì chúng ta không có liệu Phật thì không uống thuốc. Uống thuốc là gì? Là tin đấy. Mà muốn tin được thì phải như vậy, là biết được cái như vậy là nguyên lý của cái công năng của cái viên thuốc này, của cái sự uống thuốc này, thì mình tin thì mình uống thuốc mới khỏi bệnh. Còn chúng ta không biết công năng thì chúng ta không chịu học, không biết cái sự cứu này, chúng ta không tin, chúng ta không phải uống thuốc này, mà chúng ta uống thuốc của ta bà thì rất khoát là không có thuốc này. Cho nên cái thuốc này của là nó là tự nhiên, cho nên bất cứ ai niệm Phật thì đều như là người uống thuốc. Uống thuốc thì như vậy là không, thuốc thì nó không phân biệt là người có tu hay không có tu, người thiện hay người ác. Viễn nó uống, anh có uống hay không, uống vào thì tự nhiên cái công năng của thuốc nó phát huy tác dụng trên thân thể anh. Cho nên chúng ta niệm Phật A Di Đà, tức là Phật A Di Đà đã vào chúng ta, tự nhiên nó phát ra cái lòng từ bi, tự nhiên phát ra cái tình yêu thương, tự nhiên nó phát ra cái trí tuệ. Đây là do gì? Do Phật làm cho ta, chứ không phải là bảo là ô từ ngày con học Phật là con tự nhiên con trí tuệ ra. Lấy cái trí tuệ ra ở đâu? Chỉ có uống thuốc A Di Đà mới có trí tuệ thôi. Các vị phải nhớ chưa? Cho nên là khi biết cái này rồi, chúng ta đừng có chấp vào cái chuyện chúng ta học nhiều học ít, rồi chúng ta nghe nhiều nghe ít. Cái này là sai hết. Chỉ có uống thuốc này thì công năng phát dụng là do gì? Phật vào ta, đúng không? Cho nên con hiểu cái này rồi, đây là con uống thuốc để Phật cho mình, chứ không phải là con đọc nhiều học nhiều và con có đâu, không có nhá. Cái đây là ngu si rồi, đây là lại ngã đấy, chết đấy. Tự biết mình. Cho nên qua đây hôm nay hơi dài một tí, một chút nữa là hết rồi. Hôm nay dài một tí nhá, chúng ta hết giờ. Tự biết mình, cho nên đây là cho cái roi vào đít đây. Bây giờ biết rồi, giả rồi, bây giờ đánh một cái roi vào đít, tức là phải tự biết mình. Cho nên các tổ mới nói, các ngài nói rồi, phải quay về nhìn lại mình đi. Thế thì cho nên Phật bên tổ các tổ nói là phải có hai điều tin. Một là tin gì? Tin mình là phàm phu tội ác, tội chướng sâu dày, không có cách nào tu thoát được, chỉ có gì? Tạo nhân vào địa ngục mà thôi. Cái tin thứ hai là ngoài cái này ra rồi, chỉ có mỗi tin vào duy nhất có một Đức Phật A Di Đà mới có cái nguyện cứu độ ta. Còn không có tin bất cứ cái gì hết, không có Phật nào cứu được ta hết. Bởi các Phật khác không có cái nguyện này để mà hợp với căn cơ phàm phu, tận cùng của phàm phu như chúng ta, để cứu chúng ta. Các Phật khác đều có nguyện cứu độ, nhưng mà đều có cách cứu của các ngài, nhưng mà chúng ta nó không hợp, đúng không? Chỉ có mỗi Phật A Di Đà mới có cái nguyện này. Cho nên tin có hai điều tin. Tin cái thứ nhất là tin mình phải quay về nhận đi, mình có nhận mình là phàm phu hay là mình nhận là thánh nhân. Mình có nhận là thánh nhân để mình tu không? Chúng ta quay về, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tự biết mình là ai. Đừng có ham thiền cồn mỡ lắm anh neo nữa, đúng không? Thấy cho một cái thầy nói là tu pháp này hay lắm, mà một ngày nó đắc luôn, đúng không?
Tôi chạy theo rồi bây giờ như vậy là hôm vừa rồi có một Phật tử dưới kia điện cho con là hỏi 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 xem như vậy là chúng trưởng xem trả giải thích cho. Hiện nay ở trên nước Lào đấy có một cái Phật tử ấy, hiện nay đang hồ hào như vậy trên toàn thế giới như vậy là có một cái pháp hay lắm, lập tức được vãng sanh, lập tức được giải thoát. Mình mà thấy đúng là ma nói rồi, đúng không? Người đấy có năng lực gớm thế à, đúng là đọa rồi. Hiện nay ở trên mạng các vị đấy rất là nhiều người vỗ là thánh nhân rồi vỗ là cứu độ đấy. Ngày đây là đều là ma hết. Thế cho nên chúng ta phải tin là gì? Tin là bây giờ như vậy không có tin ai hết, ngoài mỗi Phật Ai Đà có cái nguyện này. Mà đây là tin gì? Tin vào tự nhiên là tín, là tin vào Phật nói, Phật là bổn sơ mình hiện ở thế gian này nói, tin là mười phương chư Phật nói, tin vào tổ tiên đạo là Phật Ai Đà nói, và tin chính bản thân mình không tu tập được. Cho nên có hai cái tin, cho nên là cho một cái roi vào đít, biết mình là ai, biết mình là gì, tạo cái nhân ba đường ác, tạo cái nhân như vậy là đọa lạc mà thôi. Từ xưa nay khởi tâm động niệm là ác rồi, con biết thân phận rồi nhá. Cho nên là phải tin gì? Tự biết mình, thân mình, chúng sanh mười phương chỉ cho ai? Là chỉ cho bản thân tôi, Pháp Sư đấy. Pháp Sư nói là chỉ cho tôi. Cũng như là tổ nói là tôi, chính tôi chứ không phải ai hết. Các tổ nói, tổ đạo sức nói là chính tôi. Đại thừa không chưa dụng tâm, tiểu thừa chưa có phần. Nói về nhân và thừa còn khó trong khó, không có tu nổi. Cho nên nhân đã tạo rồi, chỉ có là địa ngục như tiên bắn đấy. Tổ còn thì hiện nói như thế, đấy là tổ đại từ đại bi xuống làm bạn chúng ta nói như thế. Thì bây giờ như vậy là còn Pháp Sư nói gì đây? Chúng sanh mười phương chỉ cho ai? Là chỉ cho bản thân tôi, là chỉ cho Pháp Sư bản và bản thân của mọi người. Tại sao vậy? Mọi người sẽ nghi ngờ chúng sanh mười phương bao gồm thánh nhân, bao gồm cả phàm phu, bao gồm người thiện, bao gồm người ác, đại khái rất rộng, nhưng không có con, không có ta. Cho nên cứ dừng dưng chỗ này đi, cho nên không có ta, nghĩ là ta không được. Chúng ta không nên nghĩ như vậy. Pháp Sư trên thực tế ngược lại phải nghĩ rằng chúng sanh mười phương là gì? Là dù không bao gồm người khác nhưng nhất định là bao gồm ta. Dù không dành cho người khác nhưng nhất định chỉ riêng dành cho ta. Dù không dành cho bản thân ta mới là người được, và là người cực ác, tội nặng nhất. Ngoài Phật A-di-đà ra không có con đường nào, không có Đức Phật nào thứ hai có thể cứu được ta. Không có pháp môn thứ hai nào có thể độ được ta. Nên phải nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta từ nay chúng ta nghĩ rằng mười phương chúng sanh bình đẳng kỹ như nhau thì quy về là một, là chính vì một mình thôi. Mà nếu không Phật không cứu được mình thì mười phương chúng sanh Phật cũng không cứu được. Cho nên là chỉ quy về một mình. Cho nên chỉ vì quy con là đại diện cho chúng sanh cực ác nhất, phàm phu tận cùng phàm phu nhất, nhưng Phật cứu con, thế là thành công rồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta là chúng sanh như thế nào, chúng sanh là chúng sanh địa ngục, đúng không ạ? Để mình phải quay về mình nhận mình như thế. Bởi thế pháp môn này của Phật A Di Đà là pháp môn cứu độ chủ động bình đẳng không sai biệt, không cần bất cứ điều kiện nào cả, bất kỳ ai cả cũng được cứu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ cũng là lúc nào cũng được cứu độ, bất kỳ nơi nào cũng được, và nơi nào cũng được cứu độ. Vì thế làm cho mỗi cá nhân chúng ta rốt cuộc đều có hy vọng và đều có ánh sáng của Phật. Chúng ta nên coi mình là kẻ ngũ nghịch thập ác, sở dĩ người ngũ nghịch thập ác lập tức có thể được vãng sanh chính là đằng sau của chúng ta là ai? Là có Phật. Phải tin rằng và chúng ta không có đường lui nữa rồi. Không có đường nào lui nữa rồi. Trên đường chỉ có mỗi đường vào địa ngục, không có đường lui. Trước mắt chúng ta là ba đường ác, địa ngục, gà quỷ đang chờ ta. Vì vậy phải trông chờ vào sự cứu độ của Phật, vãng sanh là điều chúng ta càng phải tin cậy. Đây gọi là đặt vào chỗ chết rồi mới sau mới sống. Tức là quan tài rồi, nhìn thấy quan tài rồi mới nhỏ lẹ đây, đúng không? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải nhớ rằng lúc nào cũng đặt mình vào cái chỗ chết và đặt nó khẩn cấp để cầu Phật cứu. Chứ đừng có nghĩ là cứ nhăn răng ra bảo con còn sống đâu, con còn khỏe mạnh, con còn có điều kiện lắm, con còn đang sống ở ta bài, con chưa cần. Cho nên lúc nào cũng xác định là mình là người cấp cứu, lúc nào phải cần Phật. Cho nên chỉ có lương vào nguyện lực của Phật A Di Đà mới có thể khiến cho người tạo ngũ nghịch thập ác xiển đề phỉ báng, nếu có thể tiêu trừ được nghiệp chướng phăng sanh thì độ mà thôi. Chỉ có Di Đà là duy nhất, là độc tôn. Cho nên trong tóm lại trong 84.000 pháp môn nào có thể cứu độ chúng ta đây? Chỉ có pháp môn tịnh độ, Di Đà là cứu độ. Chư Phật mười phương tuy có tâm từ bi nhưng không thể cứu độ được chúng ta, chỉ có Phật A Di Đà nguyện hạnh đầy đủ mới có thể cứu được chúng ta. Cho nên trong 84.000 pháp môn trừ Phật A Di Đà ra, không có pháp môn nào có thể cứu được người đuối nước như chúng ta cả. Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm thảy đều hướng dẫn ta quay về tịnh độ. Có một câu nói như sau: thiên kinh vạn luận nơi nơi quay về, thánh hiền xưa kia người người hướng đến.
Tất cả ngày xưa người ta đều thánh hiền đều hướng đến cái pháp này hết. Cũng chính là nói người xưa đến nay cuối cùng phần lớn đều hướng về thế giới cực lạc để Di Đà cứu độ. Trong vô vàn kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni đều giới thiệu sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Kinh điển thuần túy giảng về pháp môn tịnh độ là có 3 bộ kinh là chúng ta biết rồi. Kinh điển giảng về bổ sung pháp môn tịnh độ cũng có hơn 200.000 bộ khác. Có thể nói chư Phật mười phương tuy nhiều, pháp môn cũng vô lượng, nhưng chỉ có pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà mới có thể cứu được chúng ta. Chúng ta là những người tu học pháp môn tịnh độ cần có những nhận thức điều này. Pháp môn tịnh độ có một điểm đặc sắc chính là Di Đà độc tôn. Di Đà là duy nhất, tức là sao? Chỉ có độc, chúng ta chỉ có tôn xưng độc Di Đà. Chỉ có một mình Đức Phật Di Đà này mới đáng để chúng ta phải tôn xưng. Cho nên chúng ta chỉ có gì? Các ngài mới hướng dẫn cho ta, tổ hướng dẫn chúng ta xưng niệm chỉ xưng niệm Phật A Di Đà, tôn xưng chỉ tôn xưng Đức Phật A Di Đà, cúng dường chỉ cúng dường Đức Phật A Di Đà. Những pháp môn khác đương nhiên cũng rất tốt, nhưng nếu không thể khiến hạng phàm phu căn cơ thấp kém như chúng ta đây có được lợi ích thì không có duyên với chúng ta. Cho nên đối với chúng ta từ đây ở đi, chỉ có gì, mỗi pháp môn này mới là có duyên với chúng ta. Pháp môn này là duyên đặc biệt, duyên thù thắng. Rời pháp môn này, rời cái duyên thù thắng này thì chúng ta vĩnh viễn luân hồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi chia sẻ này hết.